Và ngay sau đây thì sẽ phòng Zoom của chúng ta sẽ được đón chờ một vị diễn giả vô cùng là năng lượng. Và anh là một trước khi kinh doanh Amway thì anh cùng gia đình đã kinh doanh chuỗi cửa hàng thuốc tại Hà Nội. Và hiện nay thì anh được mệnh danh là quả cầu lửa trong hệ thống Cardo 3S của chúng ta. Và không những vậy, anh còn là một mentor Body Key và đồng thời là một giảng viên chuyên nghiệp của chương trình Bảo trợ từ tâm của công ty Amway Việt Nam. Và ngay sau đây anh sẽ mang đến nội dung vô cùng hấp dẫn và ý nghĩa và rất là thực tế cho phòng học của chúng ta ngày hôm nay. Và bật mí với các chị, đó chính là một kỹ năng mềm vô cùng cần thiết. Và nội dung đó là gì ạ? Và chúng ta phòng Zoom của chúng ta hãy thả những trái tim thật là dài ạ để chào đón lên đây vị diễn giả của chúng ta, đó chính là Founder Platinum Trần Nho Sĩ Tùng ạ. Xin mời anh ạ. Xin chào toàn thể cô bác anh chị đã có mặt trong buổi tối hôm nay, buổi tối đào tạo BTC lần buổi thứ ba đúng không ạ? Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Diamond, cả Định Nhung, cảm ơn Tổng giám Nguyễn Văn Sơn, Sapa Nguyễn Văn Sơn và các anh chị lãnh đạo đã cho Tùng một cơ hội hôm nay được lên đây giao lưu với anh chị ở buổi tối hôm nay. Các anh chị có nghe rõ không ạ? Khả năng là nghe rõ đúng không ạ? Vâng, thực ra thì clip vừa rồi rất là hay, anh chị sẽ thấy không ạ? Trong Amway chúng ta sẽ phân biệt rất là rõ ràng cái việc mà cái câu chuyện thành công đại hội cho chúng ta nhìn thấy tương lai, cái ước mơ. Nhưng cái BTC ấy, chính là cái cho chúng ta nhìn thấy con đường, công cụ mà chúng ta sẽ phải làm việc. Tất cả ước mơ nó chỉ là ước mơ nếu như chúng ta không hành động hàng ngày. Và hành động chúng ta không thể hành động một cách tùy tiện đúng không ạ? Không thể nào cứ thích thì chúng ta làm việc này, ngày mai chúng ta làm việc khác. Tất cả mọi thứ nó có quy trình. Nhưng chỉ có cái là các anh chị có tin tưởng và đi theo quy trình này hay không? Và cái điều đặc biệt nhất của Amway đó chính là các anh chị tin tưởng các người lãnh đạo và anh chị làm cái công việc mà anh chị cảm thấy hình như nó không đúng, lặp đi lặp lại đến mức nó đúng thì anh chị sẽ có kết quả. Vì thực ra lãnh đạo là những người mà làm cái hành động mà hình như nó sai nhiều lần và có kết quả đó. Nhưng mà chúng ta đang chưa thay đổi được cái tư duy, đó là chúng ta đang ở một cái môi trường, chúng ta đang có những cái kết quả nhất định, chúng ta đang có những cái thu nhập nhất định. Bây giờ chúng ta chuyển sang một công việc mới, chúng ta làm những việc mới, làm những cái việc hình như nó không có cái gì đó nó liên quan đến kiếm ngay được thu nhập, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy không có niềm tin và chúng ta nghĩ là hình như không phải, và sau đó là chúng ta mất niềm tin ở chính chúng mình, chúng ta và cuối cùng là chúng ta bỏ cuộc. Chứ Amway đã không quy định chúng ta phải bao nhiêu năm lên Diamond đúng không ạ? Vậy thì hôm nay thì Tùng cũng rất là vui được lên giao lưu với cô bác anh chị một chút về những vấn đề mà chúng ta sẽ gặp những khó khăn trong cuộc sống và trong Amway cũng không ngoại lệ. Thì vậy thì chúng ta sẽ xử lý nó ra sao, đúng không ạ? Và cái clip vừa rồi thực sự là rất rất là ý nghĩa anh chị ấy nhá, một sự đoàn kết cực kỳ tuyệt vời. Nó giống như Tùng đang tưởng tượng là chúng ta đang một đội nhóm Cardo của rất nhiều những cái nhánh nhỏ của cô Châu, nhưng chúng ta bây giờ đang bắt đầu cùng nhau đoàn kết, cùng đi theo một con ngọn cờ của Diamond, cả đến Nhung, để chúng ta cùng nhau phát triển, để cùng nhau đoàn kết vượt qua những cái khó khăn mà mọi người đang nói là khó khăn vì giai đoạn Covid chúng ta không thể gặp mặt được, nhưng nó cũng chính là cơ hội để chúng ta phát triển anh chị ạ. Và Tùng xin phép được chia sẻ màn hình ạ. Amway thì lặp đi lặp lại, lặp đi đến mức mà không muốn lặp đi nữa nhưng vẫn phải lặp đi lặp lại, thì người nào vượt qua được cái không muốn đó và kiên trì với nó một cách lì lợm thì người đó sẽ kết quả, chứ nó không có cái gì cao siêu cả anh chị ạ. Anh chị sẽ thấy là ba cái buổi đào tạo này chúng ta sẽ thấy cái đầu tiên mà chúng ta sẽ phải ra một quyết định, đó chính là tại sao chúng ta làm công việc này. Cái đó là cái điều cực kỳ quan trọng trong bất kỳ một công việc kinh doanh nào, anh chị phải có một cái lý do tại sao mình phải làm việc đó. Cái đó sẽ là cái then chốt nó giúp cho anh chị đi lâu và đi xa và có thể anh chị thành công trong công việc đó. Còn nếu anh chị làm bất kỳ một công việc gì đó mà anh chị không có một cái lý do rõ ràng thì anh chị rất dễ dàng để bỏ cuộc khi anh chị gặp khó khăn. Và cái quan niệm đúng, quan niệm chuẩn trong ngành kinh doanh cũng là điều cực kỳ quan trọng. Khi anh chị có một cái lý do để anh chị phải làm rồi, anh chị phải hiểu được cái nguyên lý và một cái gọi là quan niệm đúng trong công việc kinh doanh này. Vì nếu như công việc kinh doanh này mà anh chị cho mình là người đi làm công ăn lương ấy, thì Tùng xin khẳng định với anh chị sẽ không bao giờ thành công được trong công việc Amway. Vậy nên anh chị phải có một cái lý niệm một người làm chủ. Vậy thì một người làm chủ thì phải có tư duy làm chủ, đúng không ạ? Tất cả những cái tư duy làm chủ đó thì chúng ta ở đây đa phần chúng ta là người làm công ăn lương, vậy chúng ta bị mặc định là đi làm cho một người nào đó. Và trong công việc cuộc sống ấy, người nào bỏ tiền người đó là ông chủ.
Vậy nên chúng ta đang đi làm thuê cho ai đó, họ bỏ tiền ra họ thuê chúng ta, nên chúng ta mặc định quen rồi. Vậy nên khi vào một công việc kinh doanh Amway, đó là công việc kinh doanh làm chủ cho mình quyết định, thì anh chị phải thay đổi. Đó chính là cái bài thứ hai của lãnh đạo Thúy Hà. Bài đầu tiên lãnh đạo Vân Anh đúng không? Bài thứ hai lãnh đạo Thúy Hà, để giúp chúng ta có một cái quan điểm đúng, quan điểm chuẩn. Và trong quá trình đó thì chúng ta biết được là Amway thì cái tài sản quý báu nhất của Amway đó chính là danh sách khách hàng. Tất cả những người xung quanh chúng ta sẽ chẳng có gì liên quan đến cuộc đời của họ, và họ không có gì liên quan đến cuộc đời chúng ta. Nhưng với Amway thì đó chính là tài sản của anh chị. Vì tất cả họ đều là những người có nhu cầu tiêu dùng những sản phẩm của Amway mà chúng ta đang sử dụng sản phẩm tốt. Vậy thì nhưng mà chúng ta phải sâu chuỗi lại, để chúng ta ngồi lại, chúng ta phân tích những cái điều đó. Vì nếu chúng ta không phân tích thì nó chỉ là một cái tờ giấy, nó chỉ là những cái danh sách trong cái danh bạ điện thoại. Chúng ta phân tích nó chi tiết để chúng ta tìm ra những cái người nào họ cần những cái điều gì đó để chúng ta đưa Amway vào. Vì Amway không chỉ là những sản phẩm, Amway nó là có một cơ hội kinh doanh. Và đó chính là một cái đỉnh cao của Amway, đó chính là bán cơ hội, giúp mọi người nhìn thấy cái cơ hội kinh doanh này. Đó. Và tiếp theo nữa là khi anh chị đã có những cái danh sách rồi, muốn gặp rồi, thì trong quá trình gặp, anh chị phải biết cách phối hợp làm sao cho nó tốt. Trong bất kỳ công việc gì, anh chị cũng phải biết cách phối hợp. Thực ra anh chị, nếu anh chị là người kinh doanh truyền thống, anh chị sẽ thấy là rất nhiều chủ doanh nghiệp họ sắp phá sản đến nơi rồi, nhưng họ vẫn đi chiếc xe ô tô rất là hoành tráng, thậm chí tất cả họ đều là thuê hết. Họ phải cho mình một cái sự giả tạo bên ngoài để họ ký được những hợp đồng, để họ cứu được những doanh nghiệp của họ. Nhưng với Amway chúng ta thì không nhất thiết phải như vậy. Chúng ta dùng gì, chúng ta tiêu dùng gì, chúng ta làm cái gì, tất cả nó thể hiện trên con người chúng ta hết rồi, đúng không ạ? Và qua đó chúng ta biết cách phối hợp, chúng ta biết cách kết hợp với những người lãnh đạo, những người có kinh nghiệm, để chúng ta phối hợp, để chúng ta có thể giúp cho người bạn của chúng ta họ hiểu được vấn đề một cách rất là thoải mái, chứ không phải ép buộc. Và chị Mai bài hôm nay đó là gì? Giúp chúng ta thấy được là kinh doanh Amway chúng ta phải là những người làm chủ, và người làm chủ thì nhất định chúng ta phải có cho mình một cái văn phòng, dù to hay dù bé, hay dù nhà trọ, hay dù nhà 5-10 tầng hay gì, không quan trọng. Vì đây là sự khởi nghiệp của anh chị, nó là khởi nghiệp tại nhà. Vậy thì đó chính là lý do chúng ta phải nên có một cái văn phòng của mình, một cái đại diện của mình, đúng không ạ? Có một người nào là mở một công ty, một doanh nghiệp mà không có địa chỉ không ạ? Không có địa điểm không ạ? Không có. Chúng ta Amway chính là như vậy. Nên anh chị ơi, đừng biến Amway thành cái gì đó nó khác thường, mà hãy cho nó là cái gì đó rất gần gũi với những công việc kinh doanh của chúng ta hiện tại bây giờ. Thì anh chị cảm thấy rất là thoải mái. Và khi chúng ta có một cái văn phòng rồi, thì chúng ta sẽ mời những người bạn bè, những người thân đến để chia sẻ, đúng không ạ, tại văn phòng của chúng ta. Và trong quá trình Amway đó là chúng ta không thể tránh được sự từ chối. Xin thưa với anh chị là bất kỳ một ai trong Amway đều không bao giờ tránh được sự từ chối. Và Tùng cũng bật mí với anh chị luôn, không phải Amway đâu, bất kỳ công việc gì cũng đều có sự từ chối, được chưa? Vậy thì hôm nay Tùng sẽ giao lưu với cô bác anh chị một chút. Ở đây thì khả năng phòng Zoom thì chắc là mọi người cũng đều biết về Tùng rồi đúng không ạ? Tên đầy đủ thì Trần Nho Sĩ Tùng, sinh năm 80, gia đình ở quận Long Biên, Hà Nội. Và hiện tại là một vợ và hai con. Hy vọng sẽ được gặp anh chị nhiều hơn ở đại hội offline đúng không ạ? Tùng thực sự là rất là mong muốn một cái đại hội gặp mặt nhau, để chúng ta cùng nhau được bắt tay nhau, được có những cái ôm với nhau. Thế là mình Tùng rất nhớ cái tình cảm của Amway. Như một cái gia đình, như anh em chúng ta lâu lắm mà không được gặp nhau. Rất là mong có cơ hội được gặp các anh chị ở trên Thái Nguyên. Nhưng mà để chờ lúc đó thì chúng ta sẽ cùng nhau học tập ở trên Zoom đúng không ạ? Vì đây cũng là một cái công cụ rất là tuyệt vời để chúng ta có thể gặp mặt nhau liên tục được ở trên online. Vậy thì hôm nay Tùng sẽ không nói nhiều về cái câu chuyện tại sao Tùng đến với Amway, đúng không ạ? Vì thực ra đến với Amway thì chúng ta sẽ đều có những câu chuyện khác nhau. Hôm nay Tùng sẽ không chia sẻ nhiều, nhưng Tùng chỉ nói với anh chị là Amway có những điều Tùng đang cần trong cuộc sống này. Và Tùng thấy, nhìn thấy nó là duy nhất một cơ hội giúp Tùng đạt những điều đó. Và Tùng vẫn đang chinh phục và vẫn đang theo đuổi, cùng từng bước thay đổi mình để làm sao đạt được những điều đó. Và anh chị ạ, bất kỳ chúng ta ai cũng có những ước mơ. Vậy thì anh chị hãy cho mình tìm hiểu kỹ Amway, xem thực sự họ có trong Amway có giúp mình đạt được những ước mơ hay không. Khi nào anh chị thấy được Amway giúp anh chị có đạt được ước mơ thì chắc chắn anh chị sẽ thành công. Vậy thì tại sao vừa rồi Tùng có nói với anh chị là công việc nào cũng có người bỏ cuộc? Vì thực sự với anh chị là cuộc sống này thì rất là rõ ràng. Người làm chủ thì bao giờ cũng là người số ít. Người làm công sẽ là người số nhiều. Người thành công sẽ là số ít. Và người thất bại sẽ là số nhiều. Vậy thì chẳng có công việc gì mà không có người thất bại. Chẳng có công việc gì không có người thành công. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đặt với nhau một câu hỏi là gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy người này đúng không ạ? Ở đây mọi người có biết người này không ạ? Mọi người có biết không ạ? Thực sự nếu mà không biết thì cũng phải xem lại ngay thông tin thời sự đúng không ạ? Đây là người giàu nhất Trung Quốc. Đúng không ạ?
Jack Ma đúng không? Sở hữu tập đoàn Alibaba. Anh chị tưởng tượng là lúc mà người này ra ý tưởng thì có chia sẻ cho 24 người thì 23 người từ chối. 23 người từ chối thẳng thừng luôn. Và một người nói là bạn hãy làm đi, nếu không làm được thì quay về công ty tôi làm. Coi như là họ cũng là từ chối. Nhưng mà họ lại cho bạn, ông Jack Ma một cơ hội là nếu như bạn không thất bại thì bạn về quay đây, về làm với tôi. Nhưng anh chị thấy không? Cái sự từ chối là chuyện rất bình thường. Và càng nhiều người từ chối thì thành công họ càng là rực rỡ. Và sau đó anh chị biết không? Ông ấy là người 2 lần trượt đại học. Đúng không? 10 lần bị đại học Harvard từ chối. 30 lần xin việc thất bại. Nhưng bây giờ là người giàu nhất Trung Quốc. Nên cái việc chúng ta trước đây thất bại hay chúng ta không có bằng cấp hay là cái gì đó không quan trọng. Anh chị nhớ nhé. Không quan trọng dù anh chị làm. Anh chị làm bất kỳ việc gì. Không cứ gì ông ấy. Tùng hôm nay Tùng hy vọng rằng anh chị hãy cho mình một cái niềm tin về chính mình. Là mình nhất định sẽ làm được rất nhiều thứ. Không nhất thiết phải ông ấy. Trong cuộc sống này. Anh chị ạ. Chứ đừng lên. Có thể chúng ta có thể thất bại một hai công việc gì đó. Mà chúng ta đánh mất đi một nhuệ khí để chúng ta không nghĩ rằng chúng ta có thể làm thành công được công việc gì đó. Đấy là điều cực kỳ nguy hiểm trong cuộc sống này. Và ông là một linh, là người người truyền cảm hứng rất là tốt cho các bạn trẻ cũng như rất nhiều người ở Trung Quốc. Những người khó khăn, họ dám vươn lên trong cuộc sống này. Và cái câu chuyện thứ hai Tùng muốn chia sẻ với anh chị là đúng không ạ? Người sáng lập tập đoàn KFC. Xin thưa với anh chị là 1009 lần từ chối. Anh chị có kiên định chia sẻ để 1009 người từ chối ăn mồi không? Hay là chỉ đến khoảng độ 20-30 người là anh chị đã từ bỏ cuộc chơi rồi? 6 tuổi bố mất, 16 tuổi bỏ học, 18 tuổi kết hôn, 20 tuổi bỏ vợ và 65 tuổi về hưu không thể nuôi dưỡng được bản thân mình và nó có ý định tự tử. 65 tuổi vẫn còn thất bại và nó đang định tự tử. Vậy mà bây giờ là người sáng lập các KFC cực kỳ thành công trên toàn cầu về gà rán. Anh chị có niềm tin về chính mình không ạ? Nếu anh chị không tin vào chính anh chị thì không ai có thể tin anh chị được. Và cái việc gặp từ chối là việc rất bình thường anh chị nhé. 109 từ chối. Nên là cái điều tôi muốn chia sẻ với anh chị là đừng có ngại từ chối. Khi gặp một người từ chối, mình đang bước thêm một bước nữa để thành công. Đúng chưa? Và người viết ra cuốn sách Harry Potter, đúng không ạ? Ly hôn và trở thành người mẹ đơn thân, bị trầm cảm nghiêm trọng và phải sống bằng trợ cấp của chính phủ. Và bị 12 nhà xuất bản cũng lại từ chối. Có hình như có cái gì đó, cái chữ từ chối này hình như lặp đi lặp lại ở rất nhiều người trong 3 câu chuyện vừa rồi, đúng không? Nhưng kết quả cuối cùng của 3 những người mà gặp rất nhiều người từ chối kia là họ đều rất thành công và rất nổi tiếng trên toàn cầu, đúng không ạ? Vậy thì ở đây nếu như anh chị nào thích được từ chối mà được nổi tiếng, anh chị có thể comment cho Tùng có được không ạ? Nếu như chúng ta gặp rất nhiều người từ chối mà để chúng ta thành công lên Diamond thì anh chị có nghĩ sao? Anh chị có đồng ý không ạ? Anh chị có đồng ý không ạ? À, có đúng không ạ? Thực sự nếu như mà gặp rất nhiều người từ chối để mà được thành công lên Diamond, khoảng 1000 người từ chối lên Diamond của Amway cũng đáng mà đúng không ạ? Quá xứng đáng luôn ạ, quá đáng luôn đúng không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta gặp có 2 3 4 5 6 7 người, chục người, 20 người, thậm chí 100 người đi, tại sao chúng ta lại bỏ cuộc? Đúng không ạ? Cái mấu chốt chính là câu chuyện ở đây. Và tại sao làm ông Way thì khó và nhiều người bỏ cuộc? Anh chị sẽ thấy đâu đó ở ngoài kia là bác sĩ thành công, kỹ sư thành công, rất nhiều người kinh doanh thành công, nhưng hình như là Amway không thấy người thành công. Vì Amway họ không cần PR những người thành công, quảng cáo lên cái đó. Vì Amway muốn gặp những người thành công phải đến những cái đại hội đúng lời của Amway để gặp những người thành công. Đúng không ạ? Và Amway là một công việc mà từ 2008 rồi mọi người mới biết đến nó. Còn từ xưa đến giờ mặc định trong đầu chúng ta là lớn lên sẽ làm kỹ sư, làm bác sĩ, làm rất nhiều thứ của đời bố mẹ chúng ta rồi. Nên họ mặc định trong đầu đi xét chúng ta rồi. Nhưng anh chị tưởng tượng đến 50 năm nữa thì đến lúc đấy con cháu chúng ta sẽ nói là ôi rồi ôi, phải gặp làm Amway để thành công. Đúng không ạ? Nhưng lúc đó nếu chúng ta là người thành công Amway rồi thì sao? Hay là đến lúc đó mà con cháu chúng ta bắt đầu mới làm Amway mà nó bảo ôi tại sao ông bà ơi, ngày xưa ông bà làm đi, ông bà lên Diamond, có phải bây giờ cháu sướng không? Họ sẽ trách chúng ta đó. Đúng không ạ? Vậy thì Amway có rất nhiều người bỏ cuộc đúng không ạ? Người thân phản đối đúng không ạ? Anh chị sẽ thấy rất là rõ ràng. Rất nhiều người nói là không làm được đâu. Ôi giời, hết thị trường rồi, ở công ty đa cấp. Ôi trời ơi, hình như cái từ đa cấp nó rất là ghê gớm. Và sắp sửa không còn từ đa cấp rồi anh chị nhá. Nên là cố gắng giữ thương hiệu đa cấp một ít thời gian nữa thôi. Vài bữa nữa là không có được từ đa cấp gắn lên thương hiệu của chúng ta nữa đâu. Hết thị trường đúng không ạ? Bán không ai mua, khó bán lắm.
rất rất nhiều những vấn đề ở đây. Nhưng xin thưa với anh chị sẽ thấy là bất kỳ khi anh chị làm một công việc gì đó, kinh doanh gì đó, anh chị sẽ gặp rất nhiều vấn đề là chuyện bình thường. Nhưng tại sao khi anh chị kinh doanh bên ngoài anh chị không thể bán bỏ? Vì anh chị đã đầu tư vào đó vài trăm triệu, thậm chí vài chục tỷ, thì làm sao anh chị đã bỏ cuộc? Nhưng vì Amway nó chẳng có cái gì cả. Nên khi gặp vài ba lời người ta từ chối dè bỉu là chúng ta sẵn sàng chết vì cái miệng của họ. Trong khi đó nếu kinh doanh truyền thống chúng ta bỏ hàng trăm triệu, hàng tiền tỷ ra, chúng ta thất bại mất sạch đi. Gặp rất nhiều người từ chối chúng ta không dám bỏ. Anh chị đúng không ạ? Nên là thực sự với anh chị Tùng rất hy vọng rằng anh chị hãy công bằng với Amway một chút. Một cái công việc kinh doanh có kết quả viên mãn như vậy, không phải đầu tư như vậy, mà chỉ có gặp vài ba lời từ chối thôi mà chúng ta không vượt qua được ấy, thì thực sự anh chị không xứng đáng để thành công Amway. Anh chị ạ. Đó. Vậy thì làm thế nào để giải quyết những vấn đề đó đúng không ạ? Thực ra thì xin thưa với anh chị, vào trong Amway ấy, thì sau này Tùng mới ngộ ra và Tùng chia sẻ với anh chị một câu ở đây thôi. Amway, anh chị là những người thành công khi anh chị biết giải quyết những vấn đề. Còn nếu anh chị để những vấn đề nó giải quyết anh chị thì anh chị không bao giờ thành công. Anh chị cứ nghĩ mà xem, bất kỳ vấn đề gì nó sẽ xảy ra thì anh chị sẽ là người đứng ra giải quyết thì anh chị sẽ thành công. Thất bại lần đó chúng ta sẽ tiếp tục đứng ra giải quyết, dần dần chúng ta sẽ giải quyết được việc đó, chúng ta sẽ có kinh nghiệm, và cái kinh nghiệm đó chính là cái xương máu để chúng ta vượt qua được những khó khăn, và chúng ta hướng dẫn ở tuyến dưới vượt qua những điều đó, và dần dần chính ta có kết quả. Nhưng khi gặp khó khăn mà chúng ta không giải quyết được nó thì nó sẽ vẫn luôn luôn nằm ở đó, và anh chị sẽ không bao giờ giải quyết được nó, và kết quả anh chị không bao giờ bước thêm được bước nữa. Vậy nên là đừng bao giờ thấy vấn đề của Amway hoặc vấn như khó khăn của chúng ta, ôi dồi ôi khó khăn chúng ta bỏ cuộc, ôi dồi ôi chúng ta không dám đối diện khó khăn. Hãy đối diện với khó khăn và giải quyết nó một cách ngon lành nhất, đúng không ạ? Và cái gì cũng có một cái nguyên lý của nó. Tùng rất là thích đó gì, có một cái nguyên lý đó là theo trước dẫn sau. Thực ra tiếp nhận và cảm nhận dẫn dắt có hiệu quả. Thì anh chị cứ hiểu nôm na là anh chị khi mà gặp bất kỳ một người làm người ta từ chối ấy, việc đầu tiên của anh chị ấy, không phải là đứng ra mà đối co, đúng không ạ? Anh chị tưởng tượng khi anh chị đi ra vào một cửa hàng gì đó, khi anh chị nhìn sản phẩm anh chị không thích, thì dù người đó người ta nói thế nào thế, anh chị không thích, họ càng đôi co anh chị càng khó chịu và anh chị càng muốn bỏ đi ra ngay. Nhưng nếu người bán hàng đó họ rất là mềm dẻo, họ biết là lắng nghe, họ biết hỏi han, họ biết quan tâm đến mình, tự nhiên những cái mình khó chịu đó nó dần dần nó đi đâu mất, và dần dần bắt đầu họ dẫn dắt mình vào. Và cuối cùng mình xách một túi đồ đi về. Nhưng nếu lúc đó cái người bán hàng đó họ sừng cồ với mình, họ bảo chị ơi chị chẳng hiểu gì, cái này rất là tốt, cái này thế nọ cái này kia, thì khẳng định với anh chị luôn, cái việc đầu tiên là chúng ta ra khỏi cửa hàng luôn ngay lập tức. Thế vậy thì tại sao mua anh chúng ta lại không áp dụng như vậy, mà chúng ta cứ biến nó thành cái gì đó nó gọi là khác thường, khác lạ. Gặp ai nói em quay một phát là sừng cồ ngay, là chiến đấu ngay, ôi trời ơi em quay tốt thế mà không làm, bạn là người không có tầm nhìn, bạn là thế nọ, bạn là thế kia, bạn là thế nọ thế kia, đúng không ạ? Nhưng bây giờ đặt lại một câu hỏi với anh chị nhé. Bây giờ tất cả mọi người đi bán nước rửa bát, bán kem răng, ai là người thịt lợn là chúng ta ăn, ai là người bán rau là chúng ta ăn, ai là người trồng lúa là chúng ta ăn. Vậy nên chúng ta phải rất là rõ ràng là tất cả những người chúng ta giới thiệu không phải ai người ta cũng sẽ làm. Ai mà cũng mua hết hàng Amway thì những công ty khác họ chết à? Không có. Bất kỳ sản phẩm nào đều có đối tượng khách hàng. Nên chúng ta đừng buồn. Và việc duy nhất của chúng ta là hãy lắng nghe những quan điểm của người đó và chúng ta đồng cảm với họ, tuyệt đối không đối đầu. Và sau đó chúng ta dẫn dắt từng bước hỏi rõ lại cái trọng điểm mà người ta đang vấn đề, người ta phản đối nằm ở đâu. Hiểu rõ cái tình hình. Và đó sau đó chúng ta mới xúc tiến cái hành động, chúng ta hãy đưa những cái em quý có. Đúng không ạ? Và cái nguyên tắc xử lý từ chối thì chúng ta hãy lưu ý. Và xin thưa với anh chị là Tùng học Amway, Tùng thấy cực kỳ tuyệt vời. Đó chính là không phải chỉ trong Amway, mà áp dụng trong chính truyền thống, chính gia đình chúng ta, ứng xử, cư xử trong cuộc sống gia đình và ở ngoài xã hội. Thứ nhất, chúng ta luôn đặt con người lên hàng đầu. Gặp bất kỳ chuyện gì chúng ta hãy quan tâm đến họ trước, sau đó đến sự việc, và cái thứ ba mới gọi đến sản phẩm. Nhưng chúng ta thì luôn luôn bảo hộ và bao biện cho việc sản phẩm. Và đầu tiên gặp cái gì là cứ sản phẩm chúng tôi là rất là tuyệt vời. Và hôm nay Tùng chia sẻ một câu chuyện. Tùng có một người chị không biết một cái công ty kinh doanh mạng, thế là chị có lấy một số sản phẩm về chị bán, chị bán kinh doanh dược cho Tùng. Và sau khi chị để cửa hàng sản phẩm đó thì mấy ngày bữa sau nó bị biến màu,
và chị ý không dám dùng nữa, chị ý mới nhờ Tùng đưa đến công ty để trả lại. Và anh chị biết hôm đó Tùng phải bịt khẩu trang, Tùng đến công ty kinh doanh mạng khác mà Tùng bịt khẩu trang, Tùng không nói năng gì cả. Việc đầu tiên khi Tùng đưa sản phẩm ra, Tùng nói xong ấy, thì việc đầu tiên của cái bạn đó, bạn nói có gì Tùng cực kỳ ức chế luôn. Đầu tiên đổi ngay lập tức cho khách hàng là: anh ơi, cái này do anh bảo quản rồi, cái này do anh chị bảo quản rồi, sản phẩm này là thế nọ, sản phẩm này đấy kia, nó không có chuyện gì đâu, do tất cả là do chị. Và tất cả trách nhiệm họ đẩy hết ngay cho mình luôn. Trời ơi, lúc đó mình mới thấy cái cảm giác là khi mình đến công ty Amway, khi một sản phẩm có vấn đề gì, việc đầu tiên của cái nhân viên công ty Amway mình là: vâng chị ơi, anh chị ơi, cho em xem lại sản phẩm, để lại sản phẩm em xem thế nào, sau đó từ từ từng bước có giải quyết, quan tâm đến mình trước. Không bao giờ có quan điểm đầu tiên đổ lỗi cho trách nhiệm cho người nhà phân phối. Nhưng thực sự Tùng rất ức chế khi Tùng đến công ty đó luôn. Và anh chị có biết không, sau đó Tùng lên hàng phòng kinh doanh mà Tùng nói chuyện một cách tê đôi luôn. Nhưng mà chốt lại cuối cùng là gì? Họ vẫn quyết định là không có hoàn lại bất kỳ một cái sản phẩm hay là tiền nào cho chị ý. Và chị ý mất mấy triệu tiền hàng. Nhưng với Amway chúng ta thì sao anh chị? Khi anh chị gặp những tình huống đó rồi, anh chị mới thấy được Amway chúng ta nó là số 1, không có thằng nào số 2 đâu. Khi gặp những vấn đề thì Amway hoàn lại cho chúng ta những sản phẩm mà chúng ta mang cái sản phẩm dở đến, chúng Amway hoàn lại sản phẩm mới y như vậy anh chị. Anh chị thấy không? Nên là tại sao Tùng muốn nói anh chị là người ta vẫn nói là thức đêm mới biết đêm dài, cuộc sống chúng ta phải như vậy chúng ta mới thấy được cái đối tác của chúng ta là sao. Chứ lúc ai nói ai chẳng nói là tốt. Đúng không ạ? Vậy nên là việc đầu tiên đó chính là con người. Nhân viên công ty Amway bây giờ cũng à, anh ơi chị ơi, để em xem thế nọ thế kia, bất kỳ vấn đề gì, đầu tiên họ sẽ quan tâm đến mình trước. Sau đó họ bắt đầu hỏi vấn đề sản phẩm ra sao mọi thứ. Và cuối cùng là ok, sau đó là họ sẽ giải quyết những vấn đề cho chúng ta rất là thoải mái luôn. Anh chị ạ. Và một số những từ chối hay gặp thì thực ra xin thưa với anh chị, những từ chối này anh chị hoàn toàn có thể chụp lại màn hình. Anh chị có thể đọc, anh chị có thể nghiên cứu. Tùng sẽ không có giữ cái gì cả ở đây hết. Nhưng Tùng sẽ chia sẻ với anh chị giao lưu trên phương diện góc độ là chúng ta đi gặp và chúng ta trải nghiệm những cái vấn đề trong cuộc sống. Đấy là điều quan trọng. Anh chị sẽ biết là cái việc phản đối của người thân là cái điều gần như ai chúng ta cũng sẽ bị. Ở 10 người thì khả năng chỉ được khoảng độ 1 người là không bị phản đối thôi. Đó anh chị ạ. Vì thực ra chúng ta hãy nghĩ ngược lại vấn đề. Nếu như bây giờ mà hai người bạn này phản đối, đây là hai người bạn thân của Tùng phản đối, thì lúc đó thực sự với anh chị là Tùng bắt đầu ngồi, Tùng phân tích, Tùng thấy họ nói tất cả mọi thứ rất đúng, không có gì sai cả. Xin thưa với anh chị ở đây, khi anh chị chưa có đủ niềm tin, chưa được tìm hiểu kỹ, thì tất cả những điều họ nói đều là đúng, không có sai. Anh chị sẽ xem phân tích thử nhé. Họ bảo là gì? Làm kinh doanh này toàn những người nói hay. Anh chị có thấy Tùng này nói hay không? Cũng được đúng không ạ? Nhưng xin thưa với anh chị, cái lúc thời điểm đó Tùng gặp hai người bạn này, Tùng là một người ăn nói cực kỳ kém luôn. Chính vì vậy hai người bạn nói một câu với tới là với Tùng là gì? Ông không làm ở đâu. Vì ngành kinh doanh này toàn những người nói hay. Mình thấy ơi đúng thật. Nó ăn nói được đâu. Nhưng anh chị thấy không? Thời gian sẽ giúp mình những kỹ năng đó. Nhưng thời điểm đó họ nói đúng, không nói sai. Vì họ nhìn thấy những người thành công, ví dụ hôm nay họ nghe Tùng nói, thì họ thấy ôi Tùng nói hay thế. Thế nhưng mà họ không biết là cách đây Tùng là như nào. Mà họ chỉ nhìn thấy cái người hiện tại bây giờ họ như thế thôi. Nhưng họ không biết là xuất phát điểm của họ là sao. Nên anh chị sẽ thấy được là họ nói đúng không nói sai. Nên tất cả những người thân chúng ta họ phản đối là phản đối đúng. Họ bảo ôi trời ơi, cái này phải là người có điều kiện, có tiền cơ mới sử dụng được. Đúng thật, Amway. Nghe cái giá hồi đó kem đánh răng. Đúng không ạ? 130 tiền một kem đánh răng. Trời ơi, đúng thật. Người có tiền cơ, ai người ta dùng được. Nhưng xin thưa với anh chị, sau này mới phát hiện ra là gì? Người có tiền chứ chắc họ đã dùng đâu. Nếu họ không có quan niệm về sức khỏe. Nhưng những người như Tùng bây giờ, như chị gái Tùng sau này mới hiểu được, chị thu nhập không giỏi, không tốt, nhưng chị sẵn sàng mỗi tháng dành 2 triệu để chăm sóc sức khỏe. Tùng có những tuyến dưới, bạn ấy lương lúc đó là giáo viên chỉ hơn 2 triệu, 3 triệu thôi. Nhưng bạn ấy đã sẵn sàng mua cái lồi hoàng hậu lúc nó bắt đầu ra để bạn sử dụng sản phẩm. Bạn dùng lồi hoàng hậu. 2 tháng lương của bạn ấy bằng cái lồi hoàng hậu. Mà bạn đã sẵn sàng mua cái lồi hoàng hậu. Trong khi đó có những người thu nhập hàng trăm triệu họ không mua đâu. Nhưng mà rõ ràng lúc chúng ta thấy bạn ấy nói về cái sản phẩm, mình thấy đúng thật. Nên vấn đề câu chuyện đặt ra ở đây là chỉ có chúng ta đi làm, chúng ta vào môi trường này, chúng ta học tập, chúng ta làm. Và dần dần chúng ta phát hiện ra những cái điều họ nói đúng nhưng không phải là đủ, không phải tất cả. Và họ chỉ nhìn cái bề nổi của thằng băng thôi. Đúng không ạ? Trời ơi, làm Amway phải lấy hàng về, nhiều không bán được mà biếu. Bạn đầu tiên, cái bạn bên tay trái, vợ bạn ấy từng làm Amway, lấy hàng về không bán được biếu, bỏ, không có làm kinh doanh thì lấy hàng về. Đúng thật. Hôm nay Tùng cũng chia sẻ cho anh chị một cái công việc kinh doanh của Tùng. Tùng kinh doanh dược. Anh chị có biết là những cái đợt này cái giá test Covid nó lên chóng mặt đúng không ạ? Xin thưa với anh chị này, thậm chí có tiền cũng không mua được luôn.
Vậy thì đến lúc họ có một hai kiện có ôm không? Bỏ tiền ra mà ôm. Đấy có phải là ôm hàng không? Mà sao truyền thống mình bỏ tiền ra mình ôm hàng thì không có nói năng gì. Amway có lấy một chút tiền hàng để ở nhà. Đến lúc khách hàng người ta có lấy mình đưa luôn cho khách hàng thì nói là ôi ôm hàng. Tùng định nghĩa cho anh chị từ ôm hàng. Anh chị lấy những sản phẩm gì, tất cả những cái gì mà trong khả năng anh chị làm được, bán được thì đấy không gọi là ôm. Đừng nói đơn giản, ví dụ chương trình ngày mai khuyến mại 3,5 triệu, hàng đó anh chị hoàn toàn bán được, tại sao anh chị không lấy để lấy được một chai dầu ăn 300.000, anh chị lãi 300.000. Cái người kinh doanh phải tính trên phương diện kinh doanh, chứ không phải cái việc mà bỏ tiền ra thì lại cứ nghĩ là ôm hàng là xấu. Không phải, có những người họ bán được 100 triệu tiền một tháng, họ sẵn sàng họ lấy 100 triệu tiền hàng họ bán cả tháng, tại sao bảo họ ôm? Nhưng có những người họ không bán được hàng, bảo họ lấy 1-2 triệu, đó là ôm. Nên là vấn đề chúng ta phải nhìn rõ công việc kinh doanh đó là gì. Hàng hóa nó phải phụ thuộc vào sức khả năng bán của mỗi để chúng ta lấy. Và nếu tận anh người làm kinh doanh tốt, tận dụng những chương trình khuyến mãi lấy, đằng nào sản phẩm cũng giá như vậy, tự nhiên được tặng một chai dầu ăn 300.000, ai cho mình? Đằng nào sản phẩm đó mình vẫn bán. Thì đó là lý do tại sao chúng ta biết tận dụng chương trình. Nên chúng ta phải rất là rõ ràng chuyện ở đây anh chị nhé. Và đây là những cái câu chuyện thật luôn, những người bạn Tùng chia sẻ thật luôn, Tùng thấy rất rõ luôn. Ui dồi, rất nhiều người ôm hàng, ui thế đó thế kia. Đấy là lý do tại sao nếu mình tin họ thì mình cũng giống như họ, không bao giờ có cơ hội hôm nay đứng đây chia sẻ với anh chị. Nên là Tùng rất là hy vọng rằng anh chị hãy hiểu bản chất của mình. Nó rất là rõ ràng, kinh doanh do mình làm chủ. Mình cảm thấy mình bán được, mình làm được, mình lấy, mình bán. Không thì thôi, không ai ép mình cả. Được chưa? Và bây giờ thì hai người bạn này cũng đã ủng hộ Tùng và đang khách hàng thường xuyên của Tùng. Anh chị đúng không ạ? Trước đó thì rất là tiêu cực. Đó. Và một người nữa chính là vợ. Cái người nằm bên cạnh mình ấy, những cái người thân của mình ấy, là những người yêu thương mình nhất. Và những người họ chỉ mong là mình đi làm về là ở nhà chăm sóc và quan tâm đến họ. Cũng như là họ không muốn mình vất vả. Vậy thì anh chị tưởng tượng bây giờ anh chị đang làm giáo viên. Buổi tối đang như anh chị rảnh rỗi, hoặc buổi trưa anh chị rảnh rỗi anh chị phải đi làm ăn quay. Vì bây giờ anh chị còn thời gian nào khác, anh chị làm thêm mà. Làm thêm thì phải làm thời gian rảnh rỗi. Thì tự nhiên sẽ giật mất cái thời gian anh chị ở nhà với chồng, với con, với vợ. Và tự nhiên anh chị sẽ vất vả hơn. Thì họ thương anh chị và họ không muốn Amway lấy đi thời gian đó. Vì họ không biết là làm Amway được cái gì. Mà họ chỉ biết là mất thời gian công việc của họ. Và Tùng cũng vậy. Tất cả những cái điều họ phản đối là sự thật nhé, là rất là đúng anh chị nhé. Anh chị phải mặc định đấy là đúng. Anh chị đừng có bảo họ là không có tầm nhìn. Hay là em là thế nọ, em nhà thế kia. Đừng bao giờ đối đầu với họ anh chị nhé. Nhưng hãy giúp họ thấy được lý do tại sao mình làm Amway thông qua những cái đại hội thành công và thông qua sản phẩm của Amway. Thì anh chị ơi, đấy là cách bảo trợ chắc nhất và tốt nhất, không có gì bằng. Còn nếu anh chị đối đầu với họ, anh chị tranh luận với họ, anh chị cố gắng là tôi sẽ làm thành công để rồi cuối cùng tôi sẽ cho anh chị thấy, tôi sẽ cho vợ thấy, tôi sẽ cho chồng thấy, tôi sẽ thế nọ, tôi thế kia. Thì chưa biết anh chị có chờ được lúc đó hay không, thì gia đình anh chị đã tan vỡ. Và Amway có một giá trị gia đình. Họ mong muốn chúng ta thành công gia đình. Nên tại sao đợt tới này 15, 18 anh chị sẽ thấy rất nhiều các cặp gia đình, các con cái đi du lịch rất là hạnh phúc. Đúng không ạ? Vậy nên là Tùng rất hy vọng rằng anh chị nhớ giúp Tùng, đừng bao giờ để Amway phá vỡ cái hạnh phúc đó. Mà chúng ta hãy biết cách giúp cho những người thân, bạn bè, người thân. Rồi thì chúng ta đến những đại hội thành công môi trường để họ từng bước thay đổi. Và chúng ta biết cân đối hài hòa để làm sao từng bước giúp cho họ nhìn thấy được cái giá trị. Khi mà họ đã nhìn thấy giá trị công việc chúng ta bỏ ra rồi, thì lúc đó chúng ta dù có làm thật vất vả, có làm thức đêm, thức hôm, có không dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, họ đều bỏ qua hết. Họ sẵn sàng đánh bạc của chúng ta để chúng ta có kết quả thành công. Đúng không ạ? Nên anh chị ơi, không có cái gì trả lời tốt nhất bằng cách là chúng ta hãy cố gắng giúp họ nhìn thấy được cái kết quả của Amway. Anh chị nhé. Và điểm mấu chốt để gỡ mìn người quen thì thứ nhất là chúng ta điều chỉnh tâm thái, hiểu các từ chối, đúng không? Đổi vai, làm mới bản thân. Điều chỉnh tâm thái, tuyệt đối không đối đầu. Ok, rất là vui vẻ, thậm chí là tiêu cực tí, ok. Nên tại sao nghe Diamond Thúy Hằng có rất nhiều Diamond bị chồng bắt đầu viết đơn đấy, đúng không? Họ việc gì họ dại đâu mà họ ký, họ dại gì đâu mà đối đầu làm gì. Họ bảo cứ từ từ đã, rồi vài bữa nữa em sẽ ký, mai em ký, ngày kia em ký. Và cứ không biết mai đến bao giờ, đúng không? Và mãi đến bây giờ vẫn chưa được ký. Và cuối cùng đi du lịch, và cuối cùng bây giờ làm với họ. Cái vấn đề câu chuyện chính là chúng ta đừng bao giờ đối đầu. Và chúng ta hãy làm mới, thay đổi từ chính mình. Cái điều này cực kỳ quan trọng. Tùng vẫn luôn luôn chia sẻ với mọi người là nếu anh chị làm Amway, anh chị không thay đổi được chính con người anh chị, thì anh chị đừng bao giờ hy vọng thay đổi được những người thân anh chị. Thay đổi họ là gì? Họ đang ghét anh chị, họ không muốn anh chị làm, họ sẽ không bao giờ thay đổi. Anh chị muốn họ hãy thay đổi là họ đang tiêu cực với Amway, họ sẽ tích cực, họ sẽ nhìn thấy Amway, thì anh chị phải thay đổi trước.
chúng ta làm Amway là chúng ta chỉ có thay đổi chính chúng ta, không thay đổi được ai hết. Và khi chúng ta thay đổi rồi thì tự khắc người ta sẽ thay đổi, và họ cũng chỉ thay đổi chính họ chứ họ không thay đổi ai hết. Nên đừng có nói là tôi sẽ phải bảo trợ, tôi sẽ hướng dẫn, tôi sẽ thay đổi được bạn kia để bạn, họ không có thay đổi được hết. Mà chỉ có sự thay đổi của chúng ta, chúng ta dùng sản phẩm tốt, chúng ta thể hiện qua sức khỏe, con người, phong cách ăn mặc, tư duy, suy nghĩ, lời ăn tiếng nói, tất cả những cái điều tích cực đó nó thể hiện con người chúng ta, và chúng ta tạo ra giá trị. Lúc đó tự khắc những giá trị sẽ đến, và tự khắc chúng ta sẽ là cục lâm châm hút những người khác đến, và tự khắc gia đình, người thân chúng ta sẽ hiểu và đồng cảnh chúng ta. Anh chị nhé, nên là hãy thay đổi chính bản thân mình. Đấy là điều rất quan trọng. Và khi Tùng mở hội nghị gia đình, thì anh chị ạ, mở việc hội nghị gia đình là cái việc mà anh chị gặp từ chối là chuyện bình thường. Anh chị đừng có buồn nhá. Chia sẻ với anh chị cái bạn áo trắng đó, đó là bạn đang được minh họa sản phẩm đó. Tùng lúc đó đang ngồi minh họa. Thì anh chị thấy có công việc nào mà mình làm lại có người tuyến trên chỉ tay cầm tay chỉ việc rất là đúng. Khó lắm, Amway làm hết. Tuyến trên đến cầm tay chỉ việc cho anh chị. Đúng không? Tôi xin lỗi với anh chị luôn, anh chị kinh doanh truyền thống anh chị sẽ thấy rất khổ luôn. Anh chị làm từ A đến Z mà vẫn còn chết. Vẫn còn phá sản, trong khi đó Amway anh chị không phải bỏ cái gì ghê gớm nào cả. Mà anh chị được chỉ bảo từng ly từng tí, đến lúc anh chị đủ lông đủ cánh thì họ mới buông tay anh chị ta. Đó, nên là không có lý do gì không làm được. Chỉ có anh chị kiên trì, kiên định, nỗ lực hành động hay không thôi. Và anh chị thấy không? Cái người bạn đó thì tiêu cực một cách dã man. Còn người đối diện là cái bạn em áo phông á, kẻ kẻ đó, lâu lâu đó, thì là em vợ, em rể đồng hào với Tùng. Và hai câu chuyện trái ngược nhau hoàn toàn. Ông bạn này thì phản đối Amway một cách tiêu cực, mắng chửi bới Tùng luôn tại văn phòng hôm khai trương. Còn cậu em kia đó thì anh ơi em làm Amway với anh, và kết quả nó cũng rất là khác biệt. Em ơi, anh ơi em làm Amway với anh thì sau một tháng rưỡi thì không còn trong môi trường Amway, đến bây giờ cũng không thấy mặt và cũng chẳng dùng hàng Amway. Anh chị nhớ nhé, người thân chúng ta không dùng cũng là chuyện bình thường. Anh chị đừng có buồn. Những cái người bên kia tiêu cực, mắng ầm ĩ ở hội nghị gia đình đó, thì đến tháng 9, tức là tháng 6 thì Tùng bắt đầu biết Amway, và sau đó thì bắt đầu từng bước tìm hiểu và mở văn phòng. Vào tháng 7 thì bạn ấy dự, và sau đó thì đến tháng 9 thì bạn đi Nam Ninh Trung Quốc tìm hiểu Amway. Và bây giờ bạn ấy là một trong những khách hàng của Tùng thôi, cũng chưa làm, bây giờ đang giám đốc công ty dược. Thế vậy thì cái người phản đối không có nghĩa là người sẽ phản đối. Cái người làm cùng chúng ta không có nghĩa là sẽ làm cùng chúng ta. Anh chị sẽ thấy rất là rõ ràng cho Amway. Nên anh chị đừng có kỳ vọng ai hết. Và Tùng rất thích câu của lãnh đạo Nhung là tôi tin tưởng bạn, tôi quý mến bạn, nhưng mà tôi không bao giờ chờ đợi bạn đâu. Anh chị nhớ nhé. Tin tưởng quý mến thôi, nhưng mà không có chờ đợi đâu. Anh chị cứ không thích chậm từ từ, thì anh chị cứ ở đó. Tôi cứ thích tôi chạy thôi. Đúng không? Nên là anh chị nhớ, chỉ có đến đại hội thành công, nó mới giúp mình xây dựng cái niềm tin. Khi cái niềm tin anh chị đủ lớn, anh chị gặp những câu chuyện như hôm nay Tùng nói rồi, thì khi anh chị ở ra ngoài chủ chóng, anh chị gặp những ai đó người ta làm hoặc người ta có những hành động như vậy, thì anh chị thấy anh Tùng đã nói rồi, người này như thế này là chuyện bình thường. Thế có phải anh chị thấy không? Những cái việc anh chị gặp đó là những việc Tùng và các anh lãnh đạo đã gặp và thì chia sẻ chúng ta ở những đại hội thành công. Và Amway có tin không? Đáng tin không? Thì xin thưa với anh chị, những cái này anh chị có thể chụp được, anh chị có thể tìm hiểu. Bây giờ mà nói Amway không đáng tin nữa thì tôi nghĩ là cái người đó chắc chắn phải đưa đi vào trại. Đi vào trại. Vì sao? Bây giờ thông tin tất cả báo đài, tất cả mọi thứ rồi, chứ không như ngày trước nữa. Đúng không ạ? Mà lại còn không tin nữa thì không biết là cách nào nữa. Và anh chị ơi, có những người người ta vẫn cố tình không hiểu thì anh chị làm cách nào được không? Thôi, bỏ qua. Đúng không ạ? Mình đã làm hết sức rồi. Để đấy. Đừng giới thiệu kinh doanh nữa làm gì đau đầu. Đúng không ạ? Có đáng tin hay không? Tự những thông tin sẽ kiểm chứng. Amway làm trước tháng trước. Tùng thấy rất là rõ, và Amway có rất nhiều người trước đây đã từng làm Amway. Nhưng bây giờ chẳng còn ở Amway nữa. Ngày trước Tùng vào founder và Tùng thậm chí là eModo, thậm chí là cái gì đó chẳng biết được. Mình thấy họ hoành tráng, đứng trên sân khấu rất là hoành tráng. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn ở Amway nữa. Cái thị trường của họ dành cho ai? Dành cho mình. Thế có phải làm trước tháng trước không? Không. Đúng không ạ? Những công ty đa cấp không đúng, lừa đảo, thì người trước sẽ lấy tiền người sau, người nào làm trước, tháng trước, có tiền trước. Nhiều tiền. Những Amway chúng ta trả thưởng trả dưới trả lên. Đúng không ạ? Thậm chí tuyến trên lương ngớ thu nhập còn thấp hơn tuyến dưới. Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ chế độ trả thưởng Amway. Chúng ta sẽ thấy được Amway không phải là làm trước tháng trước. Và thời điểm tốt nhất chính là thời điểm này. Tùng nói thật với anh chị luôn. Tại sao người ta nói là nếu như cả nhà đổ xô vào bất động sản, tôi sẽ không mua bất động sản.
cả nhà đổ xô đi mua vàng, tôi chứ không đi mua vàng. Thì khi đổ xô vào thì giá lên thì mua làm gì? Cả nhà đang thấy khó khăn về ngành kinh doanh mạng, tôi làm cái ngành kinh doanh mạng. Đúng không ạ? Lúc này rất nhiều người đang kêu khó khăn, mình làm, mình có thị trường. Thời điểm này tốt nhất không làm thì lúc nào làm nữa. Bắt đầu chuẩn bị, lọt vào top 10 doanh số ao cao nhất Amway toàn cầu, thậm chí chuẩn bị đưa những sản phẩm công nghệ cao vào. Chờ mỗi là cơ hội anh chị phát triển hay không? Ông ạ, sản phẩm đắt, khó bán. Xin thưa với anh chị, sản phẩm nào cũng đắt so với giá trị thật của nó. Sản phẩm nào cũng rẻ so với giá trị thật của nó. 6-7 nghìn cũng là đắt nếu như chất lượng nó không ra gì. Tiền triệu vẫn là rẻ nếu chất lượng nó là xứng đáng. Vấn đề đắt hay rẻ ở đây không phải là do vấn đề về giá cả. Vậy thì anh chị sẽ thấy được là những người bạn chúng ta họ hay đắt hay rẻ là họ hay dựa vào giá nhưng họ không biết được chất lượng. Và hàng Amway chúng ta nếu như đồng giá thì chất lượng chúng ta hơn. Đúng không ạ? Nếu như đồng giá thì chất lượng chúng ta hơn, mà nếu như cùng chất lượng thì giá chúng ta sẽ thấp hơn. Nên anh chị sẽ thấy có rất nhiều sản phẩm ngoài kia kèm với rằng 300-400 nghìn, đúng, nhưng chất lượng nó chỉ tương đương như Amway, nhưng nó bỏ 300-400 nghìn ra nó mua đấy. Anh chị thấy không? Bây giờ con chúng ta không thể nào nói con tim gym Thái sẽ đắt hơn con gym Trung Quốc, không thể nào nói được như vậy anh chị, vì nó liên quan đến là chất lượng sản phẩm. Vậy nên sản phẩm Amway chúng ta nó là sản phẩm cải thiện, tức là gì? Không có gym Thái, chúng ta vẫn đang đi gym Trung Quốc, đúng không ạ? Chúng ta vẫn đang có con xe máy gym Trung Quốc, chúng ta đang đi ở nhà chúng ta. Vậy thì không có gym Thái tôi chẳng cần thiết, tôi vẫn đang có cái xe đi được. Vậy thì chúng ta phải cho họ nhìn thấy giá trị chất lượng của gym Thái thì lúc đó mới biết à, bỏ tiền ra mà xứng đáng họ sẽ mua con gym Thái. Nên là sản phẩm Amway phải có cho họ sự trải nghiệm, đó là minh họa sản phẩm, để họ nhìn thấy sự khác biệt thì họ mới cho họ cơ hội thay đổi. Anh chị nhớ nhá, nên đắt hay rẻ là do anh chị không biết cách thể hiện sản phẩm của mình ra sao. Và sản phẩm nào cũng có đối tượng khách hàng, đúng không? Quan trọng là chúng ta kinh doanh sản phẩm đó chúng ta được cái gì thôi. Và công ty đa cấp có đáng tin không? Hôm trước thì cũng có bình luận cả bạn Lưu Mai Hương ở trên Facebook, đúng không ạ? Đa cấp là gì? Là hàng đa dạng và cao cấp, chỉ có những người đẳng cấp thì mới có tiền để dùng hàng đa cấp. Ở đấy một định nghĩa rất đơn giản vậy thôi anh chị nhá, đúng không ạ? Và khi chúng ta đi khám chữa bệnh thì bây giờ chúng ta hay mua khám ở tư, ở những cái chỗ dịch vụ tốt hơn, chúng ta đâu có quan tâm nhiều đến bệnh viện công nữa đâu, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là công tư bây giờ nó không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta chọn trả cái dịch vụ ra tốt hơn. Và bây giờ tất cả mọi thứ nó đều là đa cấp hết mà, truyền thống bây giờ cũng bắt đầu chuyển sang kết nối đa cấp hết mà, đúng không ạ? Nếu anh chị vẫn nghe được chưa ạ, hay là không nghe thấy nên là Tùng có biết, có gì phải báo hiệu ngay nhé, không nói từ nãy đến giờ mà nói một mình thì buồn lắm anh chị ạ, đúng không ạ? Và anh chị sẽ thấy được đa cấp hay là bao nhiêu cấp nó không quan trọng, mà quan trọng là hợp pháp. Quan trọng đó chính là tính hợp pháp, pháp lý. Và Tùng chia sẻ với anh chị là rất nhiều công ty bây giờ họ đang lách luật. Lách luật là gì? Họ đăng ký là đăng ký theo sở kế hoạch đầu tư, nhưng họ lại kinh doanh theo phân phối hệ đa cấp. Đó là lách luật. Nên rất nhiều người giới thiệu Tùng đa cấp, trong đầu Tùng hỏi thế bên anh có đăng ký kinh doanh không, có, chụp cho Tùng xem, Tùng nhìn trên sở kế hoạch đầu tư. Đa cấp đó là do Bộ Công Thương cấp phép và quản lý, được chưa? Và chúng ta tra ngay trong trang của Bộ Công Thương, đúng chưa? Những công ty đa cấp ở Việt Nam chúng ta biết ngay công ty đó như sao. Nên việc gì chúng ta phải nói nhiều cái điều đó. Vậy nhưng pháp luật đã công nhận thì chẳng có lý do gì chúng ta lại bảo nó là lừa đảo, đúng không ạ? Nên là anh chị ơi, mình phải tin mình là đàn ông hay là mình đàn bà, đừng để người khác nói Tùng lại là đàn bà đây, trong đó mình tin mình là đàn bà là hỏng hết việc anh chị ạ. Nha. Đó, sản phẩm Amway không quảng cáo, nhưng anh chị thấy là quảng cáo đẳng cấp không? Amway quảng cáo rất đẳng cấp, đúng không ạ? Tài trợ hẳn luôn, mà nghe nói là hình như là đợt này Amway tài trợ cho Hoa hậu luôn ở Việt Nam mình, thì Hoa hậu thế giới thì ở Việt Nam hay sao á, Tùng hôm vừa rồi vừa nhìn thấy cái chúng chưa thì nhìn rõ lắm, nhưng mà Atechi đang tài trợ, anh chị thấy không? Đấy là những cái thương hiệu cực kỳ tuyệt vời, chứ không phải là TV quảng cáo nó ôi sản phẩm này rèo phát giặt rất là sạch, rửa hàng nghìn cái tấn bát, không phải vấn đề cái TV, vì TV nó không có nói lên điều nhiều, nhưng quan trọng nhất là chúng ta sử dụng và chúng ta thấy được chất lượng sản phẩm mà sao chúng ta chia sẻ. Và anh chị ơi, đấy là cái quan trọng nhất. Vì người ta sẽ quen nhau, đó là quen nhau, sự tin tưởng nhau. Mình là người có uy tín. Anh chị xây dựng được mình là người có uy tín, có sự tin tưởng, lời nói của mình có trọng lượng để người ta tin tưởng mình ấy. Anh chị dùng cái gì anh chị nói, họ tin. Nên anh chị không thay đổi mình, anh chị không giúp cho người ta có niềm tin đến anh chị, bởi anh chị là người chuyên môn, có kinh nghiệm để anh chị chia sẻ, thì anh chị rất khó có thể nói chuyện được với họ. Và Tùng nói thật với anh chị luôn, đặc biệt là giai đoạn Covid này ở Hà Nội, Thái Nguyên và tất cả Việt Nam mình đang bùng phát anh chị ạ.
cái việc chúng ta mắc F0 là chuyện rất bình thường. Mà tôi nghĩ là chúng ta biểu hiện sẽ bị thôi. Nhưng anh chị ơi, nếu mà bị cảm nhận dinh dưỡng mình cực kỳ sướng và phê, Tùng trêu hai người chị của Tùng mà em còn chưa biết cảm giác COVID F0 nó ra sao thì em đã âm tính rồi. Tùng vừa rồi cũng bị. Nhưng anh chị có biết không có biểu hiện triệu chứng gì luôn. Xin thưa với anh chị luôn. Đó, và ngày hôm đó chỉ cảm giác là cái người hôm đó là người ngây sốt thôi. Và hôm đó thì chia sẻ với anh chị Tùng tăng liều vitamin C một cách dã man luôn. Mọi người nghe xong choáng luôn. Nhưng mà xong một phát ngày hôm sau là không còn dấu hiệu ấy luôn. Và Tùng cảm thấy như bình thường luôn mọi người các bạn. Chỉ có cái mũi thì đôi khi là chưa ngửi thấy mùi được một hai hôm. Sau đó là tất cả mọi thứ như bình thường. Và thậm chí là sau đó thì còn vẫn còn nhảy dây một mạch 300 cái nhảy dây. Anh chị không? Mà Tùng thấy rất nhiều người nói là hậu COVID, hậu cái nọ, hậu cái kia. Thực xin thưa anh chị, hậu COVID mới dành cho những người họ không chăm sóc sức khỏe chủ động. Họ không dùng dinh dưỡng, họ không hỗ trợ sức khỏe của họ. Thì đến lúc đó họ để cái sức khỏe họ nặng quá rồi. Thì cái vấn đề nó hậu, nó tồn tại lâu ở trong người họ. Thì họ sành mãn tính. Và ví dụ mà ảnh hưởng nhiều quá, nặng quá thì sau này nó rất dễ bị liên tục gặp thời tiết thay đổi hay bất kỳ gì đó. Nó sẽ làm cho mình cảm thấy mệt mỏi và nó phát ra. Còn khi sức khỏe chúng ta đã khỏe rồi thì chẳng có cái gì lại được chúng ta. Và đấy chính là dinh dưỡng. Và đó chính là cách quảng cáo tốt nhất của sản phẩm chúng ta dùng. Anh chị nhớ nhé. Tại sao sản phẩm Amway giá khác nhau vậy đúng không ạ? Ở đâu bán cũng ở đâu, mỗi đâu một giá, giá chỗ nọ, giá chỗ kia. Xin thưa anh chị. Anh chị hãy nhớ này. Bất kỳ hàng gì cũng sẽ có hàng giả. Và chúng ta hãy cho khách hàng chúng ta biết chỗ mua hàng thật. Đấy là điều quan trọng nhất. Chứ không phải chúng ta tranh luận với họ là hàng ở đây giá thế nọ, hàng ở đây giá thế kia. Tại sao anh chị không nói thẳng với họ nào? Cô ba anh chị có tin tờ đấy là hàng thật không? Có giấy tờ hóa đơn hoặc nguồn gốc xuất xứ không? Còn tất cả những hàng hóa cháu đưa cho cô để cháu xuất hóa đơn cho cô chị xem vào trang web xuất ra luôn cho họ nhìn luôn. Và giá công tư như này luôn. Còn cô chú anh chị mua ở đâu đấy là việc của chú anh chị. Anh chị công nhận không ạ? Tại sao chúng ta không tự tin điều đó? Chúng ta chăm sóc họ không phải chăm sóc về cái sản phẩm đó mà chúng ta chăm sóc cái dịch vụ và chăm sóc cái sự quan tâm và họ được rất nhiều cái quyền lợi từ cái việc sản phẩm đó chứ không phải là cái sản phẩm đó cho họ cái gì. Nên là anh chị hãy khẳng định với họ một điều đó và chúng ta mang lại cho họ giá trị, đấy là điều rất là quan trọng. Tạo lập giá trị chứ không phải chúng ta đi bán hàng. Anh chị nhớ nhá, khi anh chị tạo lập được giá trị thì anh chị mới thực sự là tạo giá trị. Thì anh chị sẽ bán. Tùng hôm vừa rồi xuống Chí Linh có một người bạn ngồi nói chuyện thì thấy bảo con phải đưa đi viện khám vì sức khỏe nó hơi đau đầu chóng mặt. Tùng không nói năng gì cả, Tùng không chia sẻ gì cả, Tùng chỉ nói con là tớ thì cũng được trộm vía là bao nhiêu năm nay dùng dinh dưỡng, hỏi tớ dùng cái gì thì bảo đấy tớ dùng những sản phẩm, thì mình kể ra tại sao dùng vitamin, tại sao nên dùng C, tại sao dùng canxi, không nói câu gì hết, bảo đấy tớ dùng cho cháu nó như vậy, cho xem cái ảnh thu chấm hết, về không nói năng gì cả. Và mình vẫn quan tâm mà cậu đưa cháu đi khám đi, quan tâm xem cháu nó thế nọ thế kia. Hai hôm sau mình nhắn tin hỏi bạn ơi thế tình hình cháu thế nào, đi khám thế nào, bảo cũng không vấn đề gì cả. Cậu ơi lấy giúp tớ cái thuốc hôm trước cậu nói cho con cậu để cho con tớ dùng. Các bạn thấy không? Khi các bạn tự tin về sản phẩm, người thân anh chị dùng, tất cả sự trải nghiệm của gia đình mình rồi và mình nói một cái điều là mình cho họ thấy được cái giá trị là những sản phẩm này giúp cho họ cái gì thì họ không có nghĩ đến cái giá. Hãy nhớ tạo lập giá trị và đừng có nặng nề việc bán. Thì anh chị lại sẽ chia sẻ được với bạn. Nên là đừng có nặng nề quá cái việc giá cả anh chị nhé. Đừng có đau đầu việc đó. Trời ơi, đừng vì cái giá mà đánh mất đi một cơ hội. Đó. Và sản phẩm Amway ở Việt Nam có tốt bằng Mỹ không? Thì anh chị biết là Amway thì là một tập đoàn có uy tín và có thương hiệu. Bất kỳ sản phẩm ở đâu sản xuất ra nó đều đảm bảo tiêu chuẩn của Amway. Đúng không ạ? Và đi xuất các quốc gia trên thế giới. Và rất nhiều người nói là công ty Amway thì lạc hậu rồi, những công ty khác thì khắc phục được và rất nhiều thứ. Và Tùng nghe cái này rất nhiều bởi những công ty đa cấp khác và không hiểu sao họ có số của Tùng giỏi hết, kiểu gì cũng gọi và hỏi. Thì đầu tiên Tùng sẽ hỏi cái đầu tiên, thứ nhất giấy phép, có giấy phép hay không. Cái thứ hai, nếu nó họ có giấy phép đa cấp thì hỏi thế anh có biết luật về bán hàng cấp không, bảo sao, anh có học không, thì thường thường không học. Anh học đi anh sẽ biết là các công ty chỉ có 40% trả thưởng thôi, thì tại sao anh nói hơn bọn em thì rốt cục bọn anh có vi phạm pháp luật không, là họ im ngay. Và anh chị ạ, một công ty bền vững là công ty phải có tuổi đời lâu dài thì chúng ta mới có sự đảm bảo để kế thừa. Nếu công ty tồn tại được vài ba năm, có dám khẳng định nó tồn tại được nữa hay không? Mà một công ty tồn tại rất nhiều quốc gia thì họ có thể thay đổi được, họ có thể gặp rất nhiều những khó khăn ở các quốc gia, họ đều khắc phục được hết anh chị nhé. Nên là chúng ta hãy nhìn cái tầm xa, đừng bao giờ nhìn tầm gần. Và tất cả những khó khăn đó hãy để học tập ở đại hội thành công giải quyết những vấn đề đó. Và khi chúng ta gặp những người mà phản đối bảo trợ là gì, tôi không khiếu ăn nói, đúng không, giống như Tùng nói đúng không, thì anh chị ơi, thực ra anh chị sẽ biết rằng là
Tất cả chúng ta khi nói về một cái ngành nghề nào đó, chúng ta đều không biết gì hết. Chúng ta hãy hỏi họ một câu là gì, nếu như bây giờ bạn đang làm kỹ sư, hỏi bạn về công việc của bạn, bạn có nói hay không? Bạn nói rất hay. Vậy thì bây giờ nếu như bạn đang làm kỹ sư đấy, hỏi người kế toán thì bạn có biết gì không mà nói, mà không biết. Nhưng người kế toán nói hay còn rất hay. Vậy thì cái khiếu ăn nói ở đây nó không phải là vấn đề, đúng không ạ? Chúng ta chỉ đơn giản chúng ta dùng tốt, chúng ta chia sẻ với hàng xóm thôi. Giống như Tùng ấy, Tùng thấy dinh dưỡng tốt cho con Tùng, Tùng chia sẻ với người bạn Tùng thôi, và tự khắc họ nhu cầu, đúng không ạ? Vấn đề ở đây không phải vấn đề là nói hay hay không nói hay, mà tí nữa phần cốt lõi nó là ở đằng sau, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy được là khi chúng ta dùng tốt rồi thì cái phản xạ tự nhiên chúng ta chia sẻ là chuyện rất bình thường. Ví dụ như bây giờ lãnh đạo Nhung đi du lịch đạt những cái giá trị, rất nhiều giá trị Amway, vậy thì cái việc giá trị đấy lãnh đạo Nhung chia sẻ cho người khác là chuyện bình thường vì họ là người đạt được, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta chưa đạt được thì chúng ta hãy kể chuyện những người đạt được để cho người ta thấy được đấy, những cái giá trị họ đạt được trong cái công chuyện này thôi, họ muốn họ sẽ làm thôi. Nên là chúng ta hãy lưu ý cái vấn đề nằm ở chỗ không phải chúng ta là quá đau đầu với vấn đề phải giải thích cho họ, và quan trọng là chúng ta hãy nhìn ra và tìm cho họ cái mà họ đang thiếu trong Amway, đúng không? Họ khúc mắc là ô tôi không thích đa cấp, đúng không? Thì anh chị hiểu nào về đa cấp, đúng chưa? Anh chị biết gì về Amway chưa? Ngày xưa tôi cũng như vậy, mà rõ ràng ngày xưa tôi cũng rất là đa cấp, đúng không? Và có cơ hội là chúng ta có thể chia sẻ cơ hội kinh doanh. Và đây anh chị ơi, anh chị biết đa cấp là gì không? Để em hôm nay em sẽ giúp anh chị hiểu bản chất của đa cấp là gì, tại sao được cấp phép và tại sao không được cấp phép. Và ngay lập tức là Tùng dùng một tờ A4 là Tùng có thể OP ngay cho họ, đúng không? Và tôi sợ những lời từ chối khi làm đa cấp. Thì Tùng đã vừa nói ngay từ đầu, đúng không ạ? Công việc nào trong cái sự từ chối. Bây giờ bạn anh chị hôm nay sáng nay mà những người nào ăn phở thì có phải là từ chối những quán xôi không? Người nào ăn bún thì có phải từ chối quán miến không? Chúng ta từ chối như vậy thì những quán miến, quán xôi, quán phở đấy họ họ có bỏ không? Họ có đóng cửa hàng vì chúng ta không ăn không? Không. Nên là cái chuyện từ chối là chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề nằm ở đây là họ chưa vượt qua được sự từ chối về đa cấp vì họ đã hiểu gì đâu. Họ không hiểu. Nên khi người ta nói về họ phát là họ run, họ sợ. Đúng không ạ? Nhưng từ chối nó là cuộc tất yếu của cuộc sống. Bất kỳ chúng ta ai cũng phải bị hết. Và cái quan trọng nhất là gì? Anh chị nên sử dụng sản phẩm. Nếu nó tốt, anh chị cảm nhận chất lượng, thì anh chị có thể chia sẻ một cách rất tự nhiên. Và Tùng vẫn luôn luôn nói mọi người, Tùng bảo là Amway không nhất thiết phải làm. Nhưng Tùng khuyên lên tìm hiểu sản phẩm mà dùng. Đúng không ạ? Tại sao cứ bắt người ta làm? Nhưng nếu người ta không làm, người ta dùng sản phẩm còn tốt hơn là cái việc mà chúng ta cứ đối đầu với họ, cuối cùng họ cũng chẳng làm, họ cũng chẳng dùng sản phẩm. Hãy mềm dẻo tí đi. Ở bán dùng tốt đi. Mà bắt đầu giúp họ dùng tốt rồi, bắt đầu giúp họ kiếm được hoa hồng từ CSI đi. Từ 3% đi. Thì bắt đầu từ đó, từ bước họ nhìn thấy, à ừ nhảy, mình dùng tốt, mình giới thiệu, mình có thêm được ít thu nhập này. Thì từ đó mình mới kích phát được họ. Vội gì? Đúng không ạ? Nên sản phẩm Amway chính là linh hồn anh chị nhé. Bằng mọi cách hãy đưa sản phẩm vào. Tôi thấy nhiều người không thành công, nên tôi không tin là tôi làm được. Thực sự với anh chị là cái này là cái mà rất là đau đầu, thực sự với anh chị luôn. Nhưng mà xin thưa với anh chị, những cái người truyền thống họ cũng đầy người không thành công mà. Nhưng đâu phải vì những người đó mà người và những người khác không làm đâu. Giai đoạn này mọi người nói là ok kinh doanh được tốt lắm, nhưng rất nhiều người lao vào vẫn chết mà. Ở giai đoạn này người rất nhiều người nói là làm bất động sản chết, rất nhiều người lao vào bất động sản mà. Ở giai đoạn này rất nhiều người làm cái nọ làm cái kia, mất rất nhiều cửa hàng đóng, nhưng rất nhiều quán cà phê vẫn mở ra mà, đúng không ạ? Nên cái việc cái người đóng vẫn cứ đóng, cái người không thành công vẫn cứ không thành công, nhưng chúng ta không thể nào vì cái người đó chúng ta không không làm được. Và rõ ràng trong cuộc sống chúng ta một lớp học, tất cả học như nhau, cùng thầy cô giáo viên, tất cả như nhau, tại sao có người thành công trong cuộc sống, có người rất thành công trong việc đó, có người làm thủ tướng, có những người làm chức nọ quyền kia, nhưng có những người không thành công, đúng không ạ? Nên là anh chị sẽ thấy được là bất kỳ công việc nào đều có người không thành công. Quan trọng nhất trong chúng ta đó là chúng ta phải tự tin. Và chúng ta sẽ thấy được là với một cái doanh nghiệp nào mà bây giờ đang giúp hàng nghìn người có thu nhập tầm 30 triệu trở lên nữa. Amway đang làm đấy. Amway đang làm điều đó đấy anh chị ơi. Amway bảo là khó thành công mà là hàng nghìn người đang đạt danh hiệu Founder Platinum, thu nhập hơn 30 triệu trở lên. Bây giờ 30 đến 40 triệu rồi. Anh chị, theo anh chị là dễ hay khó? Theo anh chị có làm được không? Tự anh chị trả lời, đúng không? Bất kỳ ngành nghề nào đều có người thất bại, người thành công hết. Tôi không thích bán hàng, đúng không? Tại sao không thích bán hàng? Nếu anh chị dùng tốt, anh chị chia sẻ thôi, chứ có phải là bán gì đâu, đúng không? Và chúng ta bắt đầu đi đạo đại hội thành công, chúng ta bắt đầu được đào tạo, được chia sẻ, chúng ta bắt đầu hiểu mô hình kinh doanh,
và đó là kiếm thêm được nhiều thu nhập hơn từ cái việc chúng ta phát triển được hệ thống. Vì Amway có những nguồn thu nhập là gì? Từ cá nhân này, từ đội nhóm này, từ hệ thống mang lại này, anh chị thấy không ạ? Nên là chúng ta sẽ thấy được là gì, trong cuộc sống này cái gì cũng phải bán hết, giáo viên còn đi bán mà, đó, bán kiến thức, bán lời nói đúng không? Làm cái gì phải bán hết, chúng ta đều phải bán hết. Và xin thưa với anh chị, khi anh chị giới thiệu mình là ai, chính là anh chị đang bán cái thân mình cho người khác, anh chị nhá. Và anh chị bán tốt thì người ta tin tưởng anh chị. Nhưng tại sao kinh doanh truyền thống rất nhiều người phải có cái sự hoành tráng bên ngoài, thuê xe ăn mặc oảnh bao, họ đang bán cái chính cái hình ảnh của họ anh chị. Nhưng người Amway chúng ta thì rất là tùy tiện, không dám giới thiệu mình đang làm cái nọ làm cái kia. Tự tin là giới thiệu mình, mình phải tự tin. Mình không tự tin là mình không ai có thể giúp mình. Và mình bất kỳ ai cũng phải bán hết anh chị ạ. Và không có thời gian đúng không? Bạn đã bận bao lâu rồi? Thực ra anh chị ạ, Tùng rất thích gặp những người không có thời gian. Vì anh chị hãy nhớ những người này là những người họ luôn luôn bon trải, họ luôn luôn tìm cơ hội nên họ mới bận. Và chúng ta hãy đưa cho họ một cái công cụ giúp họ được nghỉ hưu sớm. Đúng không? Bận như vậy, cuộc sống đã tốt chưa? Bận như vậy có sức khỏe không? Hãy tìm hiểu Amway, biết đâu đó là một cái cơ hội giúp bạn có được cuộc sống tốt hơn. Và hãy tìm những người bận để giới thiệu Amway. Trước đây mình cứ phải tìm những người rảnh rỗi, nghĩ là họ không có việc để giới thiệu, nhưng sau này phát hiện sai lầm, một sai lầm lớn luôn. Càng người bận, tức là họ là người rất cần cơ hội, họ liên tục tìm hiểu, họ liên tục làm, họ làm một việc họ không đủ thu nhập, họ không đảm bảo cuộc sống, họ làm thêm nhiều nữa. Và đó chính là lý do chúng ta nên tìm những người bận, họ cần cơ hội. Và tôi không có mối quan hệ đúng không ạ? Danh bạ điện thoại chúng ta rất là nhiều. Ngoài ra chúng ta ra ngoài đường chúng ta làm quen trên mạng xã hội đúng không ạ? Lãnh đạo Nhung cũng là một trường hợp minh chứng, là một người Trung Quốc sang làm quen đúng không ạ? Anh chị sẽ thấy là Tùng cũng vậy đâu, cứ đi đâu là cứ mở miệng ra thôi để mà làm quen thôi, không có lý do gì hết. Mà cái danh sách của chúng ta liên tục chúng ta bổ sung, và bây giờ lại có cả mạng xã hội nữa, nên chúng ta rất rất nhiều cái kênh để chúng ta thu thập được mối quan hệ, được những số điện thoại. Quan trọng là sau cái mối quan hệ đó chúng ta biến làm sao, và đấy có phần thô, chúng ta làm sao để chế biến nó thành món ăn của Amway, đấy là câu chuyện khác đó. Thì nó đòi hỏi rất là nhiều những cái kỹ năng khác, nhưng mà vấn đề danh sách không phải là vấn đề. Tùng chỉ nói anh chị như vậy, nên là ai không có mối quan hệ không phải là vấn đề. Và hồi lần sau Tùng sẽ tìm bằng được một cái bức ảnh là cái người Trung Quốc họ sang Việt Nam mình, họ cầm một tờ giấy họ viết: tôi là người công ty tôi đang cần tuyển tuyển đối tác, bạn là người tích cực lạc quan, thích kinh doanh, ưu tiên biết tiếng Trung, để lại số điện thoại, công ty tôi sẽ liên hệ. Đó, họ viết một tờ giấy, không phải họ viết đâu, họ nhờ ai đó viết một tờ giấy rất là lạch ngoặc như vậy. Họ cầm tờ giấy đó, họ đi gặp rất kỳ người Việt Nam, họ giơ tờ giấy ra, mà họ còn phát triển được Amway. Trong khi đó chúng ta ra ngoài đường chúng ta vỗ vai cái là chúng ta làm quen, chúng ta đập huýt nhầm cái: ô bạn à, tớ xin lỗi làm quen, tớ nhầm người, cũng đã làm quen. Vì chúng ta biết ăn nói đúng không ạ? Nên là anh chị ơi, đừng để những cái điều này đó, và hãy giúp họ thấy được mối quan hệ do chính mình tạo ra đúng không ạ? Và mất thể diện đúng không ạ? Lúc đầu xấu hổ vì đa cấp, thực ra là cái này ai cũng bị phải, mà mình cũng thế thôi. Vậy thì mình chia sẻ lại là gì, thực ra là trong Amway thì chúng ta sẽ thấy là rất nhiều kỹ sư đấy, như Tùng là kỹ sư này, cũng là kinh doanh này đúng không ạ? Rất nhiều người làm những công việc chủ doanh nghiệp này họ cũng đang làm này, thì họ có mất sĩ diện không? Thậm chí là cái sĩ diện của họ còn cao hơn mình nhiều. Tùng nói đơn giản là chị Cà Thị Nhung đúng không ạ, là một diamond, nhưng mà thu nhập cuộc sống tất cả mọi thứ của chị rất là tuyệt vời. Thậm chí chúng ta đôi khi còn mong muốn có cuộc sống như truyền thống của chị ngày xưa, vậy mà chị còn làm Amway thì chị có mất mặt hơn mình không ạ? Đúng không ạ? Nên là cái việc mà đấy là tất cả là cái người đó họ chưa thực sự hiểu giá trị Amway, nên họ nghĩ là ôi mất mặt mình. Nhưng xin lỗi anh chị, mất mặt mà được lên diamond thì cũng đáng mất mặt, đúng không ạ? Nên là tất cả nó liên quan đến cái tôi hết. Đó, liên quan đến cái tôi hết anh chị nhá. Đó, tất cả liên quan đến cái tôi, cái chữ tôi. Và mấu chốt câu chuyện ở đây chính là chúng ta chưa tìm thấy nhu cầu thực sự của họ, khát khao thực sự của họ. Nên là tất cả những cái đó nó đều là cái rào cản hết với họ. Vậy thì con quá nhỏ đúng không ạ? Thì cái này cũng là một cái mà rất nhiều các bà mẹ đang bảo là ồ con tôi nhỏ quá đúng không ạ? Nhưng xin thưa với anh chị đây, một cái trường hợp Tùng đi sang Trung Quốc, bạn này bạn đi 2.000 cây số, con bạn ấy không biết là được 3 tháng hay mấy tháng, bạn đưa đến bê cả con đến và bạn ấy đi học. Vậy nên chúng ta thấy được là khi mà chúng ta tìm ra một lý do, một động lực đủ lớn đó, thì chúng ta sẵn sàng chúng ta sẽ đi làm mọi việc. Vậy nên nếu như hôm nay chúng ta chưa giúp cho cái đối tác mà chúng ta họ đang từ chối, họ bảo là con nhỏ như vậy, thì chúng ta họ chưa tìm được lý do thì họ sẽ không làm đâu. Nhưng chúng ta biết rằng con nhỏ đúng không? Nhưng mà có ngành kinh doanh nào mà vừa bế con vừa kinh doanh được không? Anh chị thấy không?
Đúng không? Online thì phải bỏ rất nhiều vốn ôm hàng về, sau đó thì bán mà không có cái sự đảm bảo, đúng không? Không có sự kế thừa. Trong khi đó Amway chúng ta thì cho chúng ta vừa cơ hội có con hay bất kỳ, chúng ta vẫn có thể hoàn toàn kinh doanh được. Và sau đó khi chúng ta thành công rồi, chúng ta có toàn thời gian dành cho con cái chúng ta và bên gia đình. Nhưng truyền thống chúng ta thì sao? Tùng không nói truyền thống không tốt nhé, nhưng mà đấy là sự lựa chọn đặc thù của mỗi công việc, nên là chúng ta phải ai nhìn điều đó, đúng không? Tôi rất mãn nguyện với công việc hiện tại. Đầu tiên chúng ta phải chúc mừng họ chứ. Tùng thấy rất là rõ ràng, có rất nhiều người khi gặp một người họ nói là họ rất bằng lòng, thu nhập họ rất tốt, cuộc sống gia đình tốt hạnh phúc, mỗi năm vài chuyến du lịch, tóm lại chẳng có lý do gì. Họ cũng đang dùng những thực phẩm dinh dưỡng bên ngoài của những công ty khác rất là tốt, chăm sóc sức khỏe của họ. Thì tại sao cứ lao vào và anh ơi anh, nhưng anh vẫn phải tìm hiểu Amway để làm Amway đi, anh cứ phải Amway đi, nó thế nó phải thế kia, anh dùng Nutrinite đi, nó là số 1 thế nào kia. Xin thưa với anh chị, lúc này không phải đối đầu với họ, không phải tranh luận với họ, việc duy nhất của chúng ta đó là chúc mừng họ, vì họ là người biết quan tâm đến sức khỏe, nó là người đang cuộc sống tốt, họ thu nhập đang rất tốt, mọi thứ đang rất tốt. Vậy thì tại sao không làm bạn họ đi, chúng ta không vui vẻ với họ đi để họ quý mến chúng ta đã, sau đó dần dần từ quý mến nó, họ sẽ tâm sự chúng ta những cái điểm mà ở trong đáy lòng họ chưa thể hiện ra đâu, đúng không ạ? Ví dụ đơn giản là công việc thành công của họ, họ có giúp được những anh em người thân bạn bè của họ, ruột thịt của họ đâu, không có đâu, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể đưa nó vào, nhưng với một cái cơ hội, một cái điều kiện, một cái hoàn cảnh nào đó thích hợp, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng khăng khăng cái điểm. Anh chị nhớ, nên là tại sao dùng nó là gặp rất nhiều người hơn với mình, đầu tiên là chúc phúc cho họ. Đừng có chủ yếu họ, ôi cậu ơi cậu làm quên đi, không may cậu đi ra đường xảy ra chuyện gì thì sao, thì cái gì đảm bảo cho cậu. Tùng đồng ý với cô anh chị, đấy là giá trị của Amway. Nhưng cuộc sống hoàn tốt mình cũng không nhất thiết lúc đó mình phải đối đầu với họ về cái điều đó. Mà mình hãy kể đâu đó một cái câu chuyện nào đó về một cái người như vậy cho họ vào một cái lúc nào đó họ đang cảm thấy thoải mái để mình nói chuyện. Chứ không phải lúc đó là bắt đầu ở tới lúc nào Amway, cậu làm đi, sợ cậu không sợ là sau này thế nọ rủi ro. Và đấy chính là sự khác biệt giữa bảo hiểm và chúng ta. Anh chị nhớ nhé, chúng ta hãy biết chúc phúc họ. Mà kinh doanh Amway không thích hợp với tôi, đúng không ạ? Thực ra thì cũng chẳng ai thích đâu, chẳng ai thích minh họa sản phẩm, chẳng ai thích sách những cái lịch đi đâu, chẳng ai thích đôi khi khách nó mắng te tua đâu, chẳng ai thích sự từ chối đâu, nhưng chẳng ai từ chối kết quả thành công với Amway đâu. Nên quan trọng là mình muốn cái gì. Nếu như mình muốn những cái kết quả mà người khác không bao giờ có thì phải chấp nhận làm những việc người khác không bao giờ làm. Vậy thì người bạn này họ đang không muốn, họ đang không thích, thì hãy cho họ nhìn cái kết quả nó ngồi để họ thấy được u cái kết quả này là kết quả họ thích, thì họ sẽ tự khắc thay đổi được suy nghĩ của họ, đúng không ạ? Và thị trường bão hòa, đúng không? Thì Tùng cũng có cái bức ảnh hay chia sẻ anh chị là không bao giờ bão hòa đâu anh chị nhé. Malaysia 36 năm cũng vẫn chia sẻ OP bình thường, và bất kỳ ở thị trường nào thì Amway vẫn cứ phát triển và kiếm tiền chậm, đúng không ạ? Thì bây giờ Brone thì cũng hỗ trợ nhà phân phối tăng trưởng đến 35%, đúng không ạ? Và rất nhiều các khoản tiền ở CSI, rất nhiều khoản tiền. Nên ở đây chúng ta sẽ không nói đến từ nhanh hay chậm nữa, đừng có nói là Amway kiếm tiền chậm nữa. Thậm chí bây giờ 6% mà thu nhập đã 2 triệu rồi, đúng không ạ? Thậm chí còn hơn nữa, đúng không ạ? Thì không có từ chậm ở đây và không có từ là ít ở đây, chỉ có cái là chúng ta phải biết cách, đúng không ạ? Và Tùng sẽ nhấn mạnh một chút về cái vấn đề này. Khi chúng ta bảo trợ thì anh chị sẽ thấy là tại sao chúng ta nói rất nhiều bạn ơi Amway tốt lắm, Amway kế thừa, Amway đảm bảo, Amway thu nhập, Amway du lịch, rất rất nhiều thứ, tại sao họ không làm? Anh có biết, anh chị có biết lý do không ạ? Chúng ta tương tác một tí không ạ? Anh chị có biết lý do không ạ? Lúc nào nó có cơ hội Tùng sẽ chia sẻ cái lớp bảo trợ từ tâm cho mọi người để anh chị sẽ thấy được nó có công cụ hết. Nhưng hôm nay Tùng chỉ nói qua cho anh chị một chút, vì trước đây chúng ta nói nhiều quá, chúng ta nói đến 70-80% và chúng ta hỏi họ chỉ có ít, nên chúng ta không có thông tin về họ mà chúng ta cứ nói những cái điều chúng ta có, ta không biết nhu cầu của họ là gì, đúng không ạ? Nói tất cả rất rất nhiều nhưng cuối cùng họ đóng mình lại và họ không có nghe. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh một tâm thái cách đơn giản là chúng ta nói 20-30% thôi, và chúng ta quay ra chúng ta hỏi họ 70-80%, chúng ta hỏi họ thì chúng ta mới có thông tin về họ, chúng ta mới biết được họ đang có nhu cầu về sức khỏe, nhu cầu về cơ hội, nhu cầu về cái gì, thì chúng ta hãy đưa cái giá trị đó của Amway vào, lúc đó mới OP chỉ 20-30% thôi. Còn nhất định là phải hỏi thật nhiều,
hỏi thì chúng ta đúng không ạ? Đầu tiên phải phán đoán, đầu tiên phải nghe, gặp một người nghe, nhìn, nghe. Đầu tiên là nhìn trước, quan sát con người đã nhìn thấy là như người ta gọi là nhìn mặt bất hành dung đúng không ạ? Sau đó nghe, tai là có hai cái, miệng có một, nên nghe nhiều hơn nói là đi vào. Sau đó khi nghe rồi bắt đầu mới hỏi lại những cái vấn đề của họ, nên anh chị sẽ thấy được anh chị nhìn quan sát hỏi thật nhiều, hỏi cái gì tí phần sau, nhưng chúng ta hỏi thật nhiều, lắng nghe hỏi thật nhiều và lắng lòng để nghe, sau đó mới chốt lại vấn đề là họ đang thiếu cái gì để chúng ta đưa vào. Và chỉ có khi anh chị nghe nhìn hỏi chốt tốt, cái kỹ năng này phát triển thực tốt, thì anh chị chỉ cần nhìn nghe một phát anh chị đã đoán được, dự đoán được cái nhu cầu, và anh chị sẽ hỏi xoay quanh cái nhu cầu đó và anh chị sẽ khai thác được vấn đề, đúng không ạ? Nhưng đôi khi vào một phát là bắt đầu nói chán rồi, cuối cùng người ta vẫn về. Nên anh chị nhá, điều chỉnh lại, hỏi 70-80%, OP chỉ 20-30% thôi. Quan trọng nhất nhìn nghe hỏi chốt vấn đề. Vậy thì hỏi cái gì thì anh Sơn đã đào tạo rất kỹ rồi, anh chị nhớ nhá, bài liệt kê danh sách và cách gặp, đây chính là cách chúng ta hỏi thì có mục đích. Trước đây thì gọi là buôn lê che trà đá chém gió, thì ngồi nói linh tinh, nói các kiểu, nói các chuyện, nói chẳng cái gì đâu. Nhưng bây giờ nói quan tâm phải có trọng tâm, trọng điểm và có mục tiêu, đúng không ạ? Gia đình, nghề nghiệp, giải trí, thu nhập, ước mơ và sức khỏe, đặt những câu hỏi, đúng không? Đặt những câu hỏi. Thừa biết là thu nhập của họ chỉ 7-8 triệu rồi, vẫn hỏi thế dạo này thu nhập có tốt không, dạo này không đưa bố mẹ lên ở cùng à, nhà biết là đang thuê nhà trọ làm sao mà đưa lên. Biết rồi vẫn hỏi, để phải tự mồm họ nói ra. Họ chỉ nghe những lời, họ chỉ thích nghe những lời họ tự phải nói ra, chứ không thích nghe mình nói cho họ nghe. Như họ nói là tớ đang có thu nhập 10 triệu làm sao đủ sống hả cậu, thì đấy là họ tự họ nói là 10 triệu. Nhưng nếu bây giờ mình biết họ 10 triệu mà, thấy bảo thu nhập là có 10 triệu làm sao đủ sống, không, vẫn sống tốt cậu ơi, có gì đâu, bình thường mà. Vấn đề không ạ? Đôi khi biết rồi để họ tự nói, và chỉ có khi họ tự nói những điều đó thì họ mới lắng nghe mình. Con cái, gia đình, công việc, sự nghiệp, làm suốt như này thì một năm mấy chuyến có công ty có cho hay đi du lịch không, đi chơi không, và cậu có đi, đi có được đưa vợ con đi không, gì làm gì, một mình đã lo mệt hết cả rồi, lấy đâu mà công ty cho đóng thêm tiền phải nọ phải kia, thế à, vất vả nhỉ, làm vậy mà cuối cùng đấy tự họ nói ra. Thế phải có thông tin không, thế thì sao không đưa vợ con đi, có tiền đâu mà đưa đi, bây giờ đang lo ăn cái này là nhiều cái tiền mà đưa đi, thế có phải biết thông tin nữa không. Anh chị càng khai thác được nhiều thông tin thì anh chị càng có rất nhiều cơ hội để anh chị nói chuyện. Và hãy quan tâm, và đặc biệt nhớ nhá, đừng hỏi cung, cái điều này rất quan trọng nha, đừng hỏi cung mà phải biết nói và chia sẻ của mình. Tớ thì công việc dạo này cũng rất là ok, phát triển cũng được, cậu thế nào, tức là mình phải nói mình trước, giao lưu tí. Con cái sao, tớ thì thằng lớn bây giờ học lớp 10, đứa bé thì học lớp 3, trộm vía là cũng ngoan, thế sao hai đứa là cậu ra sao, đúng không ạ? Đừng có hỏi như hỏi cung, như công an hỏi, chỉ có hỏi cho mắt kia trả lời thì xin lỗi anh chị là không bao giờ có chuyện như vậy đâu. Nên là chúng ta hãy đưa cái sự quan tâm của chúng ta vào họ. Nên tại sao chúng nói là con người là quan tâm số 1, sự việc thứ 2 và sản phẩm 3. Hãy quan tâm con người của họ trước, để anh chị hỏi họ bằng thực sự tấm lòng là quan tâm với họ, thì họ sẽ cảm nhận được ngay, họ sẽ tâm sự anh chị những cái điều trong lòng họ, thì lúc đó anh chị sẽ có cơ hội biết được những thông tin của họ. Anh chị nhớ nhá. Và quy luật này, xin lỗi một phút, và anh chị nhớ quy luật giúp Tùng. Quy luật 10 người, 8 người lười và 2 người chăm chỉ. Anh chị nhớ nhé, 8 người lười, 2 người chăm chỉ trong vòng 10 người mình chia sẻ. Vậy thì mình hãy nhớ một điều này, mình gặp những người lười là rất nhiều, nên họ không làm quên là chuyện bình thường, đừng có buồn. Quan trọng nhất, mình phải làm ở số 2 người đã, mình phải là người chăm chỉ đã, nhưng mình lại rơi vào số 8 người lười thì xong phim à. Anh chị nhớ nhá, mình phải là người chăm chỉ trước. Nên là cái chuyện 10 người thì 8 người lười, 2 người chăm chỉ, nên là gặp người từ chối là chuyện bình thường. Bình thường, mai từ chối bình thường, gặp từ chối bình thường.
từ chối bình thường. Và thành công đó là gặp người và gặp người. Khi chỉ có gặp người, gặp người, gặp người và gặp người. Những người cung cấp không sang Việt Nam thì họ gồm giấy, họ gặp người chứ họ ngồi vào chỗ làm sao có tiền, có người được. Việc của mình là như vậy. Gặp từ chối, gặp người khác, gặp người, gặp người, gặp người. Và những người từ chối đó mình lắm bắt được những cái lý do họ từ chối để từng bước về xử lý vấn đề đó. Để bắt đầu xây dựng, nâng cấp lại mối quan hệ từng bước. Được chưa? Và anh chị nhớ nhé, đây chính là cái chìa khóa đó, học cố gắng học BTC, những chương trình Tùng khuyên anh chị là học ở bất kỳ nơi nào, thậm chí là ngồi quán cà phê mấy cả lãnh đạo, làm việc với lãnh đạo mượn sức lãnh đạo là lúc mình học tốt nhất. Ghi chép lại những câu hỏi của lãnh đạo, những cái việc lãnh đạo làm, tất cả những câu hỏi của lãnh đạo không bao giờ thừa đâu. Lúc nói chuyện giao lưu không thừa đâu, sự câu hỏi han về quan tâm gia đình, cuộc sống hạnh phúc không bao giờ thừa đâu. Hãy ghi lại và biến nó thành những câu để mình phải hỏi người ta. Và những cái việc lãnh đạo làm, cái bài OP đó, tất cả mọi thứ lãnh đạo làm, đó chính là cái mình sẽ làm y xì như vậy. Và sau này tuyến dưới mình làm y xì như vậy. Và chúng ta chính là bản photocopy. Nên là tại sao Tùng thấy rất nhiều người buồn cười lắm. Đi học, làm, nhưng cứ nghe xong thôi, vì có làm đâu, có áp dụng đâu. Cuối cùng anh chị phải áp dụng. Vì anh chị có học thế học lưỡng, anh chị không áp dụng, vứt đi. Áp dụng. Và kiên trì với sự lựa chọn của mình. Đó. Tùng kiên định thì bây giờ thì cũng có những cái thị trường, có những người bạn đã Tùng hay chia sẻ cái câu chuyện là đây đúng không, đấy cái bạn ngoài cùng bên tay trái đấy, là các bạn phản đối ở hội nghị gia đình nhà Tùng đó, ngoài cùng đó, đó. Đối diện với Tùng, bạn ở giữa và con lên là founder Platinum thời đó, hệ thống khác, nên cái việc kê sách quan trọng lắm nha. Vì bạn ấy thấy Tùng là thằng Bolshevik, hồi xưa học sinh viên là Bolshevik, cùng học cùng cái khoa, bốn người này đều dân Bách Khoa hết, thế là bạn ấy nghĩ là Tùng Bolshevik, không giới thiệu, không có tên Tùng trong danh sách của bạn ấy luôn. Và kết quả là gặp Tùng đến công ty Amway làm hệ thống khác. Mà bây giờ Tùng là founder và Platinum, bạn ấy là Platinum nhưng đã nghỉ Amway, bây giờ bạn đang công tác ở nước ngoài. Bọn các bạn mặc váy đó thì lúc đó đến mở cái thẻ không có dùng hàng không gì hết, nhưng mà bây giờ bắt đầu dùng hàng đều Amway, mỗi tháng cứ tầm khoảng độ 600 PV đều dinh dưỡng, mỹ phẩm, tất nồi vàng họ, cái gì Amway có xài thông qua chính mình. Và nhiều lúc mình giới thiệu mà không, ông không mở giới thiệu, ông dùng cái gì ông nói, tôi dùng cái đấy, không phải nói nhiều. Anh chị gặp những khách hàng như vậy choáng không? Thậm chí mình cũng không biết nhiều mỹ phẩm, tự vào đó tra mỹ phẩm mua. Thậm chí lúc hỏi mỹ phẩm mình chưa kịp mở miệng, ông ơi thì cái hũ vàng vàng đấy dùng có được không? Mua. Không mua đâu. Thế anh chị thấy không? Cái sự kiên định của mình nó kinh khủng lắm anh chị ạ. Mình càng lì lợm ấy, là đến lúc là xem ai thua mà. Và Tùng kể câu chuyện anh chị ở đây này. Một cái câu chuyện. Ở một cái thằng điên, nó cứ ghé tay vào tường, nó cứ nhảy. Là bác sĩ bảo mày điên. Ngày nào nó cũng lặp đi lặp lại cái hành động như vậy. Đến một tháng rồi thằng kia mới bực mình, nhà bác sĩ bảo mày đứng ra cho xem nào. Thế thằng bác sĩ gạt thằng đấy ra đứng vào ghé tai vào. Nó chỉ, nó bảo bác sĩ mày gọi thằng điên. Cái câu chuyện đặt ra đây là chúng ta lặp đi lặp lại một hành động liên tục, dù chúng ta làm cái gì thì làm thì cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Và anh chị nhớ, khi chúng ta lặp đi lặp lại liên tục chúng ta sẽ ảnh hưởng đến người khác. Và đây cũng là những cái bản thị trường của Tùng, mới của Tùng, mà từ những lúc đầu tiên Tùng làm quay từ chối và bây giờ cũng đã bắt đầu. Đó. Và những cái cặp mà Tùng quen Zalo từ 2014 đến bây giờ thì cũng bắt đầu hoàn thành Pro. Và năm nay đã có mục tiêu Go Blue. Anh chị thấy không ạ? Nên cái câu chuyện đặt ra là nếu như mình không kiên trì và lì lợm thì anh chị ơi, không bao giờ có kết quả gì cả. Anh chị làm cái gì làm? Anh chị làm cái gì cũng phải kiên trì và lì lợm. Đúng không ạ? Bí quyết thành công đúng không ạ? Diamond cả thì nhung. Rất là rõ ràng, đó là đại hội thành công. Lời duy nhất tạo ra viên kim cương. Tại sao Diamond phải vất vả, chị bận rất nhiều công việc gia đình và rất nhiều công việc, nhưng chị vẫn phải đứng ra cùng với chúng ta tổ chức những cái chương trình này. Đó là sự tâm huyết của chị, và chúng ta hãy mượn một tràng số 8 để cảm ơn chị Diamond Cà Đình Nhung và anh Nguyễn Văn Trung, cảm ơn Tổng Giám Safa Nguyễn Văn Sơn và tất cả các anh chị trong ban tổ chức đã giúp chúng ta có một chương trình đào tạo cực kỳ xuất sắc, để giúp anh chị thấy được là trong quay anh chị hãy tin tưởng, nghe lời và làm theo, đừng làm theo hướng mình, ý mình là được, đúng không ạ? Những người lãnh đạo thì, và khi có đại hội nhất định phải có mặt. Nên là tháng sau, phải tháng sau nữa mà có đại hội thành công ở Thái Nguyên, anh chị nào đi ạ, anh chị nào đi ạ, tôi đi ạ, để quyết định đi với tôi ạ, tôi mới chắc chắn đi rồi, anh chị an tâm nhé, mà là chắc chắn sẽ phải có mặt, anh chị nhớ, chúng ta sẽ cùng nhau gặp mặt ở đó. Và hành động, có mục tiêu và kiên trì, nỗ lực, đặc biệt là không bỏ cuộc, nhất định không được bỏ cuộc, dù nó có cho mình vào miệng nó rồi, phải bóp cổ nó cho nó nhảy ra đúng không, anh chị nhìn đúng không, đây chính là tinh thần không bỏ cuộc. Nhưng rất nhiều người vài cái sự từ chối thôi mà đã về khóc, nhưng mà buồn lắm, xong rồi thôi không làm nữa đâu. Xin thưa với anh chị không làm nữa thì vẫn rất nhiều người làm, thậm chí sau này con cái anh chị làm.
Nhưng mà chuyện gì xảy ra nếu anh chị dạy con mà anh chị không có sự kiên trì với nó, sau này anh chị dạy nó làm sao? Con ơi con làm việc gì nó khó con bỏ. Sẽ phải bảo con ơi con làm việc gì đó có phải kiên trì, quay ngược lại mình đã kiên trì chưa? Nên nếu như mình không kiên trì thì sau này mình dạy con làm bất kỳ công việc trong cuộc sống đều phải kiên trì vậy. Và hãy cố gắng cho mình cơ hội. Đừng bỏ cuộc, đúng không? Kim cương còn nhát nữa thôi. Cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên. Đúng không ạ? Cố lên. Và nhất định là sự kiên trì, bền bỉ và nỗ lực, đúng không ạ? Để sẽ giúp chúng ta từng bước chinh phục những lớp cao, lớp thang cao hơn. Chứ đừng có lên hùng hục hùng hổ hổ mà cuối cùng không có kết quả, đúng không ạ? Và hy vọng rằng cái bài chia sẻ của Tùng có thể giúp anh chị một phần nào đó giải quyết những vấn đề từ chối. Và bật mí anh chị, cuối cùng chốt lại từ chối ở đây là gì? Tất cả những điều từ chối là vì họ không hiểu Amway. Vậy thì để họ hiểu Amway thì nhất định chúng ta phải nghe, nhìn, hỏi, chốt, tìm ra vấn đề họ đang thiếu cái gì, họ đang có cái gì, cần cái gì trước. Anh chị nhớ nhá, họ cần cái gì mình hãy cho cái đó trong Amway và bằng mọi giá đưa họ đến đại hội thành công. Là lời duy nhất, chỉ có khi họ nhìn thấy kết quả của họ ở trong đại hội thành công thì họ mới quyết định họ làm. Và sau khi họ làm thì nhất định cái chương trình BTC này mình và họ phải học. Mình phải học 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 nhiều lần, cứ phải học một lần nữa anh chị nhá. Đừng có nghĩ là lần này tôi học lần sau tôi không học. Anh chị sẽ không bao giờ có kết quả trong Amway. Vì Amway là học đi học lại, học đến ngấm vào máu, đến lúc ngủ vẫn có thể OIP minh họa sản phẩm được, thì lúc đó anh chị có kết quả. Anh chị nhá, thay đổi chính mình. Thay đổi để tốt hơn. Cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị thành công. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.